Esme đang đi bộ trong rừng như thường lệ thì bị lạc. Sau khi đi lang thang một lúc, cô tìm thấy ngôi nhà của phù thủy. Cô bước vào, vuốt ve con mèo và nhờ phù thủy đưa cô về nhà. Phù thủy có một câu hỏi cho Esme. Nếu trả lời đúng, cô sẽ được tự do về nhà. Nếu không, cô sẽ phải ở lại với bà và chú mèo. Bà cố của tôi sinh năm 10 trước công nguyên. Năm 100 sau công nguyên, bà ấy bao nhiêu tuổi? Bà ấy bước sang tuổi 109 vì không có năm 0. Có năm thứ nhất trước công nguyên và năm thứ nhất sau công nguyên. Hãy nhìn bức hình này và cố gắng tìm ra hàm răng nhé. Ở đây, bạn có thấy biểu tượng cảm xúc khác biệt không? Nó ở ngay đây. Được rồi, một câu nữa cho bạn đây. Biểu tượng cảm xúc nào khác những biểu tượng còn lại? Nó đây, hy vọng bạn tìm ra. Còn lần này, biểu tượng nào khác biệt? Nó đây. Một nhóm học sinh đang học lịch sử. Các em dùng cầu máy thời gian để quan sát các khoảng thời gian khác nhau. Khi giáo viên ra ngoài một lát, các học sinh đã sử dụng cầu máy thời gian khi chưa được phép và bị đưa đến những thời điểm khác nhau. Hãy nhìn những bức ảnh này và thử tìm những cô cậu du hành thời gian của chúng ta nhé. Bạn có thấy một học sinh ở đây không? Nhìn kia, cậu ấy đang chụp ảnh selfie. Được rồi, hình tiếp theo này. Bạn sẽ nói gì? Hãy nhìn cô bé này, cô đang đi giày thể thao. Thời Ai Cập cổ đại không có thứ này. Còn hình này thì sao? Bạn có tìm thấy một học sinh ở đây không? Nhìn kìa, cậu ấy đang uống soda. Cuối cùng, hình thứ tư, bạn có tìm thấy ai là người du hành thời gian không? Cô gái này có mái tóc màu hồng. Bây giờ hãy nhìn bức ảnh này và xem có gì sai nhé. Nhìn kỹ bảng chữ cái trên tường lớp học xem. Thứ tự của các chữ cái không đúng. E và F bị hoán đổi vị trí. Bạn có thể nói gì về bức hình này? Đúng rồi, những tòa nhà chọc trời chắc chắn không thuộc về nơi này. Mitchell bị ngã xuống từ tầng 3 của căn biệt thự. Atlas đi ngang qua và chứng kiến sự việc. Cô ngay lập tức đã gọi cảnh sát và xe cấp cứu, rồi ở lại với Mitchell để chắc chắn rằng cô ấy ổn. Atlas nói cô đã nhìn thấy Mitchell lâu cửa sổ, vì vậy đây có thể là một tai nạn. Nhưng thám tử Calum không tin điều đó và nói rằng có người đẩy Mitchell ra ngoài. Tại sao vậy? Cửa sổ nơi cô rơi ra đang đóng. Nếu đây là tai nạn thì cửa sổ vẫn phải mở chứ. Nhưng ai đó đã đóng nó lại. Vào một buổi tối, ai đó đã phá máy chơi arcade. Có ba nghi phạm, Kenny, Cyrus và Charles. Kenny nói đúng là cô đã chơi trò này ngày hôm đó, nhưng cô vô tội. Cyrus cho biết anh có một buổi hẹn vào ngày hôm đó. Anh nhìn đồng hồ treo tường và rời khỏi máy chơi game điện tử lúc 6:30 chiều. Charles nói anh đang bận chơi và không nhìn thấy hay nhận thấy bất cứ điều gì. Ai đang nói dối?
Cyrus. Đây là căn phòng mà anh ta đang nói đến. Nhưng bạn thấy đấy, không có đồng hồ treo tường. Một câu nữa cho bạn đây, nhìn kỹ nha. Xem này, cô gái không phản chiếu trong gương, kỳ lạ thật. Có gì sai ở đây? Lịch chỉ cho thấy 30 ngày trong tháng 8, vậy ngày 31 ở đâu? Bạn sẽ nói gì về bức hình này? Trời sáng, nhưng trên trời có sao. Nhưng vào ban ngày chúng ta không thể nhìn thấy các ngôi sao. Everly bị tai nạn xe hơi và mất trí nhớ. Hai anh chàng là Toby và Dustin đến đưa cô từ bệnh viện về nhà. Cả hai người đều nói mình là bạn trai của cô. Bạn có biết bạn trai thực sự của Everly là ai không? Đó là Dustin. Anh ấy có hình xăm tên của Everly trên cánh tay. Lyra tỉnh dậy trong ngục tối và không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô nhìn thấy một cánh cửa, nhưng khi bước về phía đó, các bức tường bắt đầu di chuyển. Lyra có thể thoát ra, nhưng cô cần phải nhập 6 chữ số còn lại của mật mã. Bạn có biết mật mã là gì không? Sự kết hợp chỉ là một dãy số có 2 chữ số 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Vì vậy, 6 chữ số còn lại là 1, 6, 1, 7, 1, 8. Chúng tạo nên các số 16, 17 và 18. Hàng đầu tiên có các chữ cái L, T, V và X. Ở hàng thứ hai có các chữ cái A, F, H, K, N và Z. Theo logic này, ba chữ cái ở hàng thứ ba là gì? Tất cả các chữ cái ở hàng đầu tiên đều cần hai nét thẳng và chúng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Ở hàng thứ hai, các chữ cái cũng xếp theo thứ tự bảng chữ cái và được tạo bởi ba nét thẳng. Vì vậy, hàng thứ ba phải có các chữ cái cần bốn nét thẳng. Và chúng cũng phải theo thứ tự bảng chữ cái. Như vậy, ba chữ cái đó là E, M, W. Antarctica, Australia, Africa, Asia và Europe. Bạn có thấy các tên riêng này có điểm gì giống nhau không? Tất cả đều bắt đầu và kết thúc bằng cùng một chữ cái. Ada và Celeste đang đi bằng xe hơi và đều trễ giờ. Ai đang làm điều gì đó không đúng? Ada, cô không thắt dây an toàn. Leo và Liberty sắp có cuộc hẹn khi Liberty trở về từ London sau một tháng ở đó. Cô gái đang lái xe đến nhà hàng, còn Leo đã ở đó và đợi cô. Ai đang làm điều gì đó không đúng? Liberty, cô đang lái xe bên trái đường. Này cô gái, cô không còn ở London nữa đâu. Georgia đang chở con gái đến trường, còn Palmer đưa con trai đi khám. Ai đang làm điều gì đó sai? Georgia, có một con mèo đang ở trong ô tô của cô. Nó có thể sẽ hoảng sợ và sau đó có thể sẽ cào người lái xe hoặc nấp dưới bàn đạp. Như vậy có thể sẽ dẫn đến tai nạn. Eleanor và Flair trở về nhà sau khi dành cả đêm ở nhà bạn để học bài chuẩn bị cho kỳ thi. Bạn có biết ai trong số họ không học mà thay vào đó lại tham gia một bữa tiệc không? Tôi sẽ nói đó là Flair.
cô đang mặc váy, đi giày cao gót và trang điểm. Một đội bóng đá đại học đã chơi 6 trận trong mùa giải. Họ thắng 2, hòa 2 và thua 2. Tổng cộng, họ để thủng lưới 2 bàn và ghi 3 bàn. Kết quả của 6 trận đấu là như thế nào? Mỗi trận thua, họ phải để thủng lưới ít nhất 1 bàn. Họ để thua 2 trận và để thủng lưới 2 bàn, tức là để thủng lưới mỗi trận 1 bàn. Tỷ số của 2 trận đấu đó phải là 0-1. Chúng ta đã hết những lần để thủng lưới, nên tỷ số của 2 trận đấu hòa nhau sẽ là 0-0. Bây giờ, chúng ta chỉ còn lại 3 bàn thắng và 2 trận thắng. Vì vậy, trong một trận đấu, họ phải giành chiến thắng với tỷ số 1-0, còn trận kia với tỷ số 2-0. Nhờ làm việc ở sân bay, công việc của anh là kiểm tra thẻ căn cước và không cho những người khả nghi vào trong. Hãy nhìn 3 thẻ căn cước này và tìm xem ai là người dùng thẻ căn cước giả nhé. Thẻ căn cước thứ 2 có vẻ đáng ngờ, tháng và ngày sinh bị hoán đổi. Vì vậy, tôi sẽ nhìn kỹ giấy tờ của người này. Một buổi tối, bảo tàng lịch sử tự nhiên của thành phố đã bị cúp điện trong 3 phút. Khi vấn đề được giải quyết, các nhân viên bảo tàng phát hiện thấy một hóa thạch khủng long quý hiếm và đắt tiền đã bị đánh cắp. Thám tử giỏi nhất của thành phố đã đến để điều tra vụ án. Anh có 3 nghi phạm và hỏi họ đã làm gì lúc cúp điện. Ashley nói cô đã ở trong toilet. Ben cho biết anh đã ở trong một căn phòng khác, ngắm những bức tranh. Ivan cho biết anh đã ở trong phòng có hóa thạch, nhưng không nhìn thấy hoặc làm được bất cứ việc gì vì rất tối. Ai đang nói dối? Ben, đó là bảo tàng lịch sử tự nhiên, không có bức tranh nào cả. Ở một thị trấn nhỏ, ai đó đã lấy trộm một thùng cánh gà từ một cửa hàng. Có 3 nghi phạm, tất cả đều là những khách hàng đã đến cửa hàng vào sáng hôm đó. Một thám tử đã đến nhà từng người và hỏi họ có biết gì về sự việc này không. Kit cho biết sáng hôm đó anh đã rất vội. Anh phải có mặt ở nhà đúng giờ để nghe cuộc gọi liên quan đến công việc. Connor cho biết gia đình cô ăn chay, vì vậy cô không quan tâm đến thịt gà. Hayley, một sinh viên đại học, cho biết cô đã mua nước cam, bánh sandwich rồi rời đi. Bạn có biết ai đang nói dối không? Đó là Connor. Cô cho biết gia đình cô ăn chay, nhưng hãy nhìn căn phòng sau lưng cô xem. Có món gà mới nấu trên bàn. Sarah và Fred thích thể thao mạo hiểm. Sarah chuẩn bị nhảy dù, còn Fred sẽ nhảy xuống hồ từ một vách đá. Ai đang gặp nguy hiểm? Fred có những tảng đá bên dưới vách đá mà anh ấy định nhảy xuống. Eva có 3 chị gái và tất cả họ đều đã trở thành các bà mẹ. Eva có 1 con gái, Eliza có 2 cháu trai và 3 cháu gái, Chloe có 1 cháu trai và 3 cháu gái, Ava có 1 cháu trai và 5 cháu gái. Eva có bao nhiêu cháu trai và cháu gái? Eva không có con trai, nghĩa là tất cả số con trai đều là con của các chị gái của cô. Chloe và Ava mỗi người chỉ có 1 cháu trai, trong khi Eliza có 2. Có nghĩa là Eliza không có con trai. Chloe có 1 và Ava có 1, do đó Eva có 2 cháu trai. Chloe có 3 cháu gái và Ava có 5. Cả hai đều là chị gái của Eliza và Ava. Vì vậy, sự khác biệt giữa họ phải do Chloe, người có 2 con gái. Eliza có 3 cháu gái. 2 trong số đó là con gái của Chloe và 1 là của Eva. Có nghĩa là Eva không có con gái, nhưng Eva có 5 cháu gái. 1 trong số đó là con gái của Eva và 2 là con gái của Chloe. Vậy thì Eliza phải có 2 cô con gái. Do đó, Eva có 2 cháu trai và 4 cháu gái.
Thôi rồi, lúc ấy Tommy đang khám phá các hang động cổ ngoài thành phố, rồi thì anh bị kẹt trong một ngục tối bí ẩn. Có 3 lối thoát, nhưng chỉ một lối là an toàn. Phía sau cánh cửa đầu tiên là một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội. Sau cánh cửa thứ hai là cơn mưa axit có thể làm tan chảy mọi thứ trong vòng vài giây. Sau cánh cửa thứ ba là một con gấu nâu lớn chưa có gì bỏ bụng trong 2 năm nay. Tommy nên chọn lối nào? Tommy nên chọn lối thứ ba. Chẳng con vật nào có thể sống sót sau 2 năm mà không ăn uống gì cả. Hôm đó là một ngày giông bão và trời đã mưa trong nhiều giờ liền. Một vụ tai nạn ô tô đã xảy ra trong một đường hầm. Chiếc xe màu vàng đâm vào chiếc xe màu đỏ. Người lái xe màu vàng nói vì trời mưa rất to nên anh ta không nhìn thấy gì cả. Do đó tai nạn hoàn toàn không phải lỗi của anh ta. Nhưng cảnh sát yêu cầu người đàn ông ngừng nói dối và khẳng định tất cả đều là lỗi của anh ta. Tại sao? Vụ tai nạn xảy ra trong hầm, ở đó đâu thể có mưa. Cô Mark Adams đang đi chơi với bạn bè vào một ngày nghỉ. Vào buổi trưa, cô đã về nhà để thay quần áo. Về nhà, bà phát hiện ra là cô con gái của mình, Evelyn, vốn đang bị cấm túc không có ở nhà. Bà Mark Adams tức giận và nhắn tin cho Evelyn, hỏi cô nàng đang ở đâu. Evelyn nhắn tin lại cho bà, nói rằng cô nàng đang ở trường. Cô gái thậm chí còn gửi kèm một bức ảnh chụp lớp học. Bà Mark Adams không tin và bảo con gái về nhà ngay lập tức. Làm sao bà ấy biết là Evelyn không ở trường? Hãy nhìn kỹ điện thoại di động của cô ấy kìa. Hôm nay là chủ nhật, ai lại đến trường vào chủ nhật chứ? Ned làm việc trong một hộp đêm. Công việc của anh là kiểm tra thẻ căn cước của mọi người và không để những kẻ khả nghi hoặc người dưới 21 tuổi vào bên trong. Hãy quan sát 3 thẻ căn cước này và tìm xem ai không được vào câu lạc bộ. Người đầu tiên đã 21 tuổi và căn cước của anh ta không có điều gì đáng ngờ. Cô gái thứ hai cũng có vẻ ổn. Nhưng trên thẻ của Brielle ghi rằng cô sinh vào ngày 31 tháng 9. Tuy nhiên ngày đó không tồn tại. Căn cước của cô ta là giả. Cô Cabell là chủ một công ty sản xuất cốc hàng hiệu đắt tiền nhỏ nhỏ. Vào thứ Sáu, khi tuần làm việc cuối cùng cũng kết thúc, cô ấy nhận được một cuộc gọi từ ngân hàng của mình. Người phụ nữ phát hiện ra đã có kẻ ăn cắp toàn bộ số tiền mà cô dành dụm được. Cô Cabell nhận ra rằng thủ phạm hẳn là một trong các nhân viên của mình. Vì vậy, cô hỏi từng người xem họ đã làm gì vào ngày hôm đó. Sloan, trưởng phòng kinh doanh, cho biết cô nói chuyện với khách hàng của họ và tìm kiếm khách hàng mới. Atticus, một thợ gốm, nói rằng ngày nào ông cũng làm một cái cốc và ông đã trưng ra toàn bộ cốc ông làm được trong tuần đó. Sierra, một nhà thiết kế, nói rằng cô ấy đã làm việc, nhưng cô cũng thừa nhận là hôm đó mình làm việc chưa được hiệu quả lắm do có chút chuyện gia đình. Ai nói dối? Atticus, trong một tuần thông thường có 5 ngày làm việc. Người đàn ông nói mình làm một chiếc cốc mỗi ngày, nhưng ông ta chỉ mang ra 4 cái cốc, nghĩa là ông ta đã nghỉ việc một hôm. Lennox và Finn là 2 người bạn sống trong cùng một ký túc xá ở đại học. Một hôm, Lennox báo cáo là có chuyện xảy ra với bạn mình. Anh ấy nói rằng cả ngày chưa thấy Finn ra khỏi phòng, và cậu ta cũng chẳng trả lời tin nhắn nào của Lennox hết. Vào buổi tối, Lennox bắt đầu lo lắng và gõ cửa phòng Finn, nhưng anh chàng không trả lời. Lennox hé mắt qua lỗ khóa và thấy bạn mình đang nằm trên sàn. Vì vậy, anh ấy đã gọi cho cảnh sát. Sau đó, Lennox bị bắt. Tại sao vậy? Lennox dán một miếng băng gạc mắt phải, nhưng bạn chỉ có thể nhìn vào bên trong thông qua lỗ khóa bằng mắt phải mà thôi. Nghĩa là tên này không thể nhìn qua lỗ khóa. Đơn giản là hắn biết trước chuyện gì đã xảy ra. Esme đang đi dạo trong rừng và bị lạc. Lần thứ 20 mấy rồi đấy nhỉ? Này, đừng thắc mắc. Và cô ấy đã tìm thấy nhà của mụ phù thủy. Cô bước vào nói xin chào, vuốt ve con mèo và nhờ mụ phù thủy chỉ đường về nhà. Nhưng mụ phù thủy gặp phải một vấn đề nọ. Cô đang học một câu thần chú mới thì vô tình biến đổi những chiếc ghế của mình.
Về mặt tích cực, giờ cô có sẵn một câu đố cho Esme giải. Phù thủy sở hữu 20 chiếc ghế. Bây giờ, một vài chiếc ghế chỉ có hai chân, một nửa số còn lại không có chân nào. Tổng cộng, 20 cây ghế này có bao nhiêu chân? Chúng ta biết rằng một số lượng ghế nọ trung bình có 2 chân mỗi ghế. Các ghế còn lại có 4 chân hoặc không có chân nào. Vì một nửa số ghế còn lại không có chân và nửa kia có 4 chân nên trung bình chúng cũng có 2 chân mỗi ghế. Vì vậy có chính xác 40 chân ghế. Ông Tucker là một doanh nhân. Ông muốn tìm một sở thích thú vị để gây ấn tượng với mọi người. Ông đã chọn tranh, tuy không hiểu gì về lĩnh vực này. Dù vậy, ông vẫn mua tranh và thậm chí còn sở hữu một vài kiệt tác nổi tiếng. Ông thích mời các đối tác kinh doanh tiềm năng của mình đến để khoe bộ sưu tập. Một hôm, vị khách của ông là cô Geneva Darby, một quý cô trẻ sở hữu một cơ sở kinh doanh trang sức. Như mọi khi, ông Tucker khoe khoang bộ sưu tập của mình, nhưng cô Darby không hề ấn tượng. Tại sao? Hãy nhìn kỹ bức tranh được cho là xuất hiện từ thế kỷ thứ 16 này nào. Có một vài chiếc xe hơi trên đường, nhưng thời đó lấy đâu ra xe hơi. Vì vậy, bức tranh này hẳn là giả. Evie và Kai đã lên kế hoạch thực hiện một tour xe đạp với bạn bè của họ. Thật không may, Evie cảm thấy không khỏe nên đã hủy hẹn với bạn bè và bảo Kai ở lại với mình. Dù thất vọng, nhưng Kai cũng đồng ý. Evie chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, cô ấy đã cảm thấy khỏe hơn. Cô ấy rủ Kai đạp xe một chút, chỉ hai người họ. Nhưng khi họ đi ra ngoài, Evie nhận ra rằng lúc nãy khi mình đang ngủ, Kai đã đi chơi với bạn bè mà không rủ mình. Làm sao cô ấy biết được? Nhìn kìa, xe đạp của Evie ướt sũng. Hẳn là trời đã mưa lúc cô nàng đang ngủ. Nhưng xe đạp của Kai lại khô, nghĩa là anh ấy đã dùng rồi lau sạch nó. Hoặc có thể anh ấy không có mặt ở khu này khi trời mưa. Hai tuần trước, một ngân hàng nọ bị cướp, nhưng tên cướp vẫn chưa được tìm thấy. Nửa đêm, một cuộc gọi đánh thức thám tử Callum. Đồng nghiệp của anh báo cáo rằng một nông dân đã tìm thấy tiền. Khi đến nơi, thám tử tra hỏi người nông dân. Người đàn ông nói, tôi cãi nhau với vợ và đi ra ngoài. Thế là tôi tìm thấy một chiếc túi đựng tiền trên cánh đồng ngô. Thám tử Callum hỏi xem người nông dân có nhận thấy điều gì đáng ngờ trước đó không. Người nông dân trả lời, khoảng 2 tuần trước khi đi ngủ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một người đàn ông đi qua cánh đồng. Hôm đó trăng tròn nên tôi có thể nhìn rõ cái bóng, nhưng không có đủ ánh sáng để thấy thêm chi tiết về anh ta. Rồi người nông dân bị bắt. Tại sao? Người nông dân nói rằng 2 tuần trước là ngày trăng tròn, nhưng không thể thấy được. Như bạn thấy đấy, bây giờ đang trăng tròn mà. Người nông dân đang nói dối. Nhưng tại sao nhỉ? Ashley đang vội đến dự một cuộc họp khẩn cấp ở công ty. Cô nhờ bạn trai của mình, Dean, dắt chó đi dạo. Dean đồng ý, nhưng sau đó bạn của anh ấy gọi điện và rủ anh chàng tới chơi một game điện tử mới. Vì vậy, hôm đó anh chàng không dắt chó đi dạo, mà lại chơi game cùng bạn bè mình. Anh và Ashley gặp nhau ngay bên ngoài ngôi nhà khi cả hai đang về nhà. Ashley hỏi Dean đã làm gì. Anh chàng nói, anh dắt chó đi dạo rồi đi chơi điện tử với mấy thằng bạn. Ashley biết người yêu đang nói dối ngay lập tức. Làm thế nào cô ấy phát hiện ra được? Lúc ấy đang là mùa đông, hãy nhìn dấu chân trên tuyết kìa. Có dấu chân của Ashley trên cả hai con đường và dấu chân của Dean cũng ở cả hai đường. Nhưng không có dấu chân chó. Cô Rivers báo cáo rằng có kẻ đã đột nhập vào nhà cô. Chúng đã lấy trộm toàn bộ tiền bạc và đồ trang sức mà cô cất trong phòng khách. Thám tử Callum đến để điều tra vụ này. Căn phòng rất lộn xộn. Rõ ràng là có kẻ đã lục lọi ở đây. Nhưng cuối cùng, thám tử kết luận rằng không có vụ trộm nào hết. Cô Rivers chính là người đã dựng lên mọi chuyện. Tại sao anh ấy lại kết luận như vậy? Hãy nhìn bộ ấm chén đắt tiền và mỏng manh trên sàn nhà kia. Nếu tên tội phạm thực sự có mặt, thì hắn chẳng quan tâm tới bộ ấm chén. Nó sẽ vỡ tan khi rơi xuống.
Có vẻ như khi dàn dựng vụ trộm, cô Rivers không muốn làm vỡ bộ ấm chén đắt tiền của mình thì phải. Viviana và Malcolm đang làm việc ngoài trời. Malcolm đang sửa mái nhà, còn Viviana đang làm việc trong vườn. Đột nhiên một cái búa rơi từ mái nhà xuống và đập vào đầu Viviana. Cô ấy đã được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đến để tìm hiểu sự việc. Khi Malcolm kể mọi chuyện với họ, cảnh sát bắt anh ta vì tội gian dựng một vụ tai nạn. Tại sao họ không tìm gã này? Viviana đang làm việc ngay bên cạnh ngôi nhà. Cô ấy đang ngồi dưới mái nhà. Nếu chẳng may cái búa rơi xuống, nó sẽ trượt xuống mái nhà và rơi xuống sau lưng người phụ nữ. Nó chỉ đập vào cô ấy khi có người cố ý ném nó vào cô. Chà, quá đáng thật đấy. Doris đang đi nghỉ ở bãi biển với cô bạn Teresa. Một buổi sáng, hai cô gái trẻ tuổi quyết định đi tắm nắng gần biển. Teresa đến một quán cà phê để mua nước chanh, trong khi Doris đi bơi. Khi quay lại, Doris thấy điện thoại mà mình để trên khăn tắm đã biến mất. Anh có nhìn thấy điện thoại của tôi không? Cô hỏi người đàn ông đang tắm nắng gần đó. Không, nãy giờ tôi ngủ mà. Đúng lúc này, Teresa quay lại với cốc nước chanh. Cô nhìn quanh và ngay lập tức biết được điện thoại của Doris đang ở đâu. Ai đã lấy nó vậy? Chính là người đàn ông kia. Trước khi vụ việc xảy ra, cái xẻng nằm ở bên trái ông ta, nhưng bây giờ nó lại ở bên phải. Còn một đống cát trông rất đáng nghi cạnh cái xẻng nữa chứ. Hẳn tên này đã giấu điện thoại trong cát và định lát nữa sẽ đào nó lên. Terry mời cô bạn Alice đang học chuyên ngành cảnh sát đến một bữa tiệc. Chủ của bữa tiệc là Sean, một người bạn của Terry. Terry lo lắng rằng có thể một tên trộm sẽ trà trộn vào bữa tiệc. Trong suốt sự kiện, Alice đã quan sát các khách mời một cách cẩn thận. Đến cuối bữa tiệc, cô nói cho Terry biết ai là kẻ trộm. Bạn có biết không? Đó là chủ tiệc, Sean. Khi bắt đầu bữa tiệc, một trong số các vị khách có đeo đồng hồ trên tay. Người phụ nữ này cũng sở hữu một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp. Nhưng đến khi tiệc tàn, chiếc đồng hồ đã có ở trên cổ tay Sean, còn vòng cổ thì nằm trong chậu hoa. Thám tử Carlson đang đi trên phố thì nghe thấy tiếng kính vỡ. Anh nhìn xung quanh và thấy đám đông đang tụ tập gần cái cửa sổ vỡ toang hoang của một cửa hàng trang sức. Người chủ hết hồn đang đứng ở bên cạnh. Thám tử chạy đến chỗ ông ta. Ông có bị mất trộm gì không? Người đàn ông này trả lời rằng mình còn chưa hiểu mô tê gì, nhưng sau đó Carlson kêu lên, xin lỗi, tôi phải đi bắt một tên trộm đây, và vội vàng chạy khỏi đó. Anh ấy đã thấy gì? Cửa sổ tiệm trang sức bị đập vỡ để đánh lạc hướng mọi người. Mọi người mất cảnh giác nên đã không nhìn thấy tên trộm này trộm chiếc ví của người đàn ông đang mặc đồ vét. Lúc đầu, chiếc ví nằm trong túi ông ta, nhưng giờ nó đang nằm trong tay của tên trộm đang chạy trốn. Từ lâu, cảnh sát đã nghi ngờ ông Hall là một tay buôn lậu và chuyên vận chuyển chất cấm trên du thuyền của mình. Hôm đó, cảnh sát biết chắc chắn lô hàng mà họ đang tìm kiếm nằm trên tàu của ông ta. Một số cảnh sát mang theo lệnh khám xét đến bến du thuyền nơi du thuyền của ông Ho đang neo đậu. Tuy nhiên, dù đã lục soát mọi ngóc ngách của du thuyền, họ vẫn chẳng tìm thấy lô hàng đó. Ông Ho đã cười mỉa khi tiễn đoàn cảnh sát. Đột nhiên, anh cảnh sát trẻ tuổi nhất kêu lên, tôi biết lô hàng ở đâu rồi. Làm sao mà anh ấy đoán ra được? Hàng hóa chắc chắn là nằm dưới nước. Nó được bọc trong một lớp vỏ bảo vệ và buộc vào mỏ neo. Hãy nhìn thật kỹ hai anh chàng này. Một trong số họ không sống một mình. Là người nào vậy? Người đàn ông bên phải. Anh ấy có hai bàn chải đánh răng. Một doanh nhân giàu có tên Austin đã mang những tài liệu cực kỳ quan trọng đến văn phòng của mình. Nhưng anh ấy có một cuộc họp và phải đi khỏi đó trong vài giờ. Austin yêu cầu thư ký của mình phải đề phòng bất cứ điều gì đáng ngờ. Các đối thủ cạnh tranh đang cố đột nhập vào văn phòng của anh để xem trộm bộ tài liệu. Khi anh quay lại, thư ký bảo rằng mọi thứ đều rất yên ắng. Nhưng khi người đàn ông nhìn xung quanh, anh nhận ra có ai đó đã vào văn phòng của mình. Thư ký cuối cùng đã thừa nhận là đã ngủ quên trong khi Austin đi vắng. Làm sao người doanh nhân biết được có người đã đến văn phòng của mình?
quả địa cầu trên bàn làm việc của anh đã bị xoay đi. William, một doanh nhân thành đạt, đang ăn tối tại một nhà hàng đắt tiền. Đến một lúc nọ, anh chàng đi ra ngoài để thực hiện một cuộc gọi quan trọng. Khi anh trở lại, chiếc cặp đựng tiền và tài liệu của anh đã biến mất. Kẻ trộm chỉ có thể là một trong số những khách hàng đang ở đây mà thôi. Khi đến nơi, cảnh sát đã thẩm vấn toàn bộ những người có mặt trong nhà hàng. Karen nói rằng lúc đấy cô ấy đang viết chương mới cho cuốn sách của mình. Paul khai rằng anh đã xếp hàng chờ vào phòng vệ sinh. Donna thì trả tiền cho tách cà phê của cô ấy và mặc áo khoác. Còn Robert đang gọi video với bạn gái của anh ấy. Các thám tử chẳng cần nhiều thời gian để khám phá ra ai là kẻ trộm, bạn có biết không? Tên tội phạm là Paul. Ngoài anh ta, chỉ có 4 khách khác tại nhà hàng và họ đều đang bận rộn. Tại sao anh ta lại phải xếp hàng đợi vệ sinh cơ chứ? Cảnh sát được thông báo rằng một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, Carl Walker, đã đến nước của họ. Theo như thông tin này, người đàn ông sẽ tới đó bằng máy bay. Thật không may, cảnh sát biết rất ít về hắn ta. Hắn lùn, đeo kính và đi lại bằng một cái tên giả. Thám tử Adam đã đến sân bay. Anh tạm bắt giữ 4 người phù hợp với mô tả. Họ là ông Lewis, ông Rico, ông Taylor và ông Wilson. Hãy quan sát những người đàn ông này thật kỹ và cố gắng tìm ra tên tội phạm nào. Đó là ông Rocker. Họ của hắn thực chất là họ của tên tội phạm hay Walker với các chữ cái đã bị đảo ngược. Một thám tử nọ đang tìm kiếm một nhân chứng quan trọng. Không có người này, cô sẽ không thể phá được một vụ án phức tạp. Điều duy nhất cô biết đó là nhân chứng thuận tay trái. Hãy quan sát những người này và giúp thám tử chọn ra người mà cô ấy cần. Đó là bồi bàn. Cô ấy đang cầm khay bằng tay phải và phục vụ mọi người bằng tay trái. Chính là tay thuận của cô. Hãy nhìn 3 nàng công chúa này và tìm thử xem ai trong số họ là công chúa giả. Đó là công chúa bên phải. Vương miện của công chúa ở bên trái và ở giữa có ánh sáng phản chiếu. Nhờ vậy chúng ta biết rằng chúng được làm từ kim loại quý giá. Nhưng vương miện của công chúa tuyết lại không tỏa sáng vì nó được làm bằng nhựa mà. Một doanh nhân trở lại văn phòng của mình sau một chuyến đi dài. Anh phát hiện ra là một số tài liệu quan trọng đã không còn nằm trên bàn làm việc của mình nữa. Anh ngay lập tức gọi báo cảnh sát và ngay sau đó một thám tử đã đến. Sau khi phỏng vấn toàn bộ nhân viên, anh đã lập ra một danh sách gồm 3 nghi phạm. Họ là Emma, viên kế toán, Sophia, lễ tân và James, trưởng phòng kinh doanh. Nhưng cả 3 đều khẳng định họ không vào văn phòng của chàng doanh nhân. Thám tử không mất nhiều thời gian để tìm ra ai đang nói dối. Bạn có biết đó là ai không? Tên trộm là James. Cả 2 người phụ nữ đều đi giày cao gót trong văn phòng, nhưng dấu chân trên sàn rõ ràng là đến từ một đôi giày thể thao. Một phụ nữ lớn tuổi gọi điện cho cảnh sát. Bà báo rằng có kẻ đã lẻn vào nhà trong khi bà ngủ. Kẻ đột nhập đã lấy hết số tiền mà bà cất trong tủ bếp. Người phụ nữ chắc chắn rằng thủ phạm là một trong những người hàng xóm của mình. Cảnh sát đã đến gặp các hàng xóm, nhưng ai cũng khẳng định là cả ngày họ chỉ ở nhà. Hãy xem xét nhà của họ và cố gắng tìm ra kẻ trộm là ai nào. Rick đang nói dối, anh ta không ở nhà. Anh ta đỗ xe sau khi tuyết đã phủ trên đường vào nhà. Hãy quan sát kỹ những người này và đoán xem chú chó thuộc về ai. Chủ nhân của chú chó là người ở giữa, anh ấy là người duy nhất không cố gắng nựng con vật. Bạn có thể đoán xem có bao nhiêu quả dưa hấu trong hình này không? Năm quả. Gloria đã trượt bài kiểm tra toán. May thay, giảng viên của cô là một người rất biết thấu hiểu. Bà ấy đưa ra một thỏa thuận, nếu giải được 3 câu đố, cô gái sẽ được điểm cao. Tất nhiên là Gloria đã đồng ý. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm ra đáp án cho phương trình. Bạn có thể giải được không?
Đáp án là 232. Gloria giải phương trình này rất nhanh đấy, và sang câu đố tiếp theo thôi. Cô sinh viên nhìn thấy vài con số được tạo thành từ các que diêm, con số cuối cùng là gì? Số cuối cùng phải là 1. Sau mỗi bước, số điểm nối lại giảm đi 1. Và cuối cùng, giảng viên đưa cho Gloria vài quả bóng bia. Hãy sử dụng chỉ 3 quả bóng để khiến phương trình này trở thành đúng. Sau vài phút, Gloria đã tìm ra cách để thực hiện điều đó. Bạn có biết cô ấy đã làm gì không? Cô gái xoay 9 thành 6. Sau đó, cô sử dụng các quả bóng có số 13, 11 và 6. Thế là ra 30. Sự nhanh trí của Gloria đã giúp cô ấy vượt qua bài kiểm tra. Bạn bị mắc kẹt trong một căn phòng không có cửa ra vào lẫn cửa sổ. Đột nhiên, nước bắt đầu chảy vào phòng. Bạn kiểm tra khắp nơi nhưng không tìm được cách để tắt nước đi. Bạn biết rằng đội cứu hộ đang trên đường đến nơi. Nhưng phải ít nhất 5-10 phút nữa họ mới tới. Bạn chỉ có 2 phút mà thôi. Sau 2 phút, toàn bộ căn phòng sẽ đầy nước. Rõ ràng là bạn không thể nín thở trong 3 phút. Bạn có 3 đồ vật nhưng chỉ một trong số chúng có thể cứu mạng bạn. Bạn nên chọn cái gì? Một ống hút, một sợi dây thừng hay một cái xô rỗng? Bạn nên chọn cái xô. Hãy úp nó lên đầu của bạn. Cách này sẽ trữ khí trong xô và bạn sẽ có thể thở trong vài phút cho đến khi cứu hộ tới nơi. Bạn bị lạc trong một sa mạc. Trời đã tối nhưng ánh trăng sáng soi tỏ xung quanh. Tới một thời điểm, bạn nhìn thấy một tòa tháp. Nhưng một pháp sư xấu xa đang phóng mắt ra ngoài cửa sổ. Hắn nói với bạn, nếu muốn sống, hãy giải câu đố của ta. Ngươi cần tính chiều cao của tòa tháp này. Bạn nhìn xung quanh nhưng không thấy gì ngoài vài cành cây gãy. Ngoài ra, bạn đang đeo đồng hồ trên cổ tay và bạn có cái bóng của chính mình. Bạn có thể sử dụng thứ gì để tính được chiều cao của tòa tháp? Cái bóng của bạn sẽ giúp được đấy. Bạn có thể so sánh chiều dài của nó với chiều dài bóng của tháp. Sau đó, vì đã biết chiều cao của mình, bạn có thể tính được chiều cao của tháp. Hãy nhìn chuỗi các chữ cái trên màn hình. 3 chữ cái tiếp theo là gì? Mỗi chữ cái đại diện cho một số, tính từ số 1. M đại diện cho 1, H là 2, B là 3, B là 4, N là 5, S là 6 và B đại diện cho 7. Vậy ta phải có T cho 8, C cho 9 và M cho 10. Ôn lại bảng chữ cái một chút xíu thôi mà. Hãy nhìn bức tranh và cho biết ai là ma nhé. Đó là người đàn ông ở bên phải, anh ta không đổ bóng. Hai người, Libby và Gray, đang ngồi thư giãn trên ghế đá. Một cảnh sát đến gần họ và nói rằng anh ta nhận ra chiếc xe đạp dựng ở gần đây. Một người đàn ông đã ăn cắp nó ở nơi cách đây vài dãy nhà. Anh ta hỏi xem ai đã ăn trộm nó, nhưng cả hai đều phủ nhận. Bạn có biết ai là kẻ có tội không? Hãy nhìn vào dấu chân kìa. Chúng dẫn từ chiếc xe đạp đến chỗ Libby đang ngồi. Vì vậy, cô ấy hẳn là người đã ăn trộm nó rồi. Sau một tai nạn, Samara bị mất trí nhớ. Ba chàng trai đến thăm cô. Anh trai sinh đôi, người anh họ thất lạc đã 10 năm không gặp và một anh chàng cùng trường vẫn thầm mến cô. Nhưng hai người chưa bao giờ nói chuyện. Hãy nhìn ví của họ và tìm ra ai là anh trai của Samara. Hẳn là anh chàng này. Nhìn kìa, anh ấy có một bức ảnh với Samara. Anh chàng ngẫu nhiên sẽ không có. Một người anh em thất lạc từ lâu cũng vậy, vì bức ảnh có vẻ cũng mới được chụp thôi. Vào cuối tuần, Kara và bạn bè của cô ấy sẽ tổ chức sinh nhật cho một người bạn trên mạng, nhưng Kara đã không xuất hiện. Ở trường, bạn bè hỏi tại sao cô ấy không đến. Cô nàng nói rằng vào tối thứ 6 có chuyện đã xảy ra và cô không có internet và điện trong suốt cuối tuần. Cô nàng nói mình đã tận dụng cơ hội này để học bài và ngồi cả ngày trước máy tính, viết bài luận giữa kỳ. Nhưng bạn bè chẳng ai tin cô. Tại sao vậy?
nếu không có điện, cô ấy sẽ không thể làm việc trên máy tính. PC không hoạt động nếu không có điện và máy tính xách tay sẽ không hoạt động trong 2 ngày nếu không được sạc. Lenore đã vô tình gửi một tin nhắn cho chị gái thay vì người bạn thân của mình, nhưng cô không muốn chị gái đọc được. Cô ấy đã lấy trộm máy tính xách tay của chị và cố gắng xóa nó đi. Tuy nhiên, máy tính xách tay yêu cầu mật khẩu. May sao là có một gợi ý. Math 2, Music 2, History 6, 5, Drama 2, 3. Mật mã là gì? Mỗi số chỉ ra chữ cái bạn nên lấy từ tương ứng. Chữ cái thứ 2 trong Math là A, chữ cái thứ 2 trong Music là U, chữ cái thứ 6 và thứ 5 trong History là R và O, và chữ cái thứ 2 và thứ 3 trong Drama là R và A, mật khẩu là Aurora. Esme đang đi dạo trong rừng và bị lạc. Cuối cùng như mọi khi, cô đã tìm thấy ngôi nhà của mụ phù thủy. Cô nàng này gặp mụ phù thủy hoài, phát mệt luôn. Cô ấy bước vào, chào, nựng con mèo và nhờ phù thủy đưa cô về. Phù thủy muốn thực hiện một thỏa thuận. Nếu Esme giải được câu đố mới toanh của mình, mụ sẽ giúp cô ấy. Nếu không, Esme sẽ ở lại với họ mãi mãi. Phù thủy bịt mắt Esme. Có một số lượng đồng xu không xác định ở trên bàn. 6 đồng ngửa và số còn lại sấp. Bị bịt mắt, Esme phải chia đồng xu thành 2 nhóm sao cho 2 nhóm có lượng đồng xu ngửa bằng nhau. Cô ấy sẽ làm như thế nào? Vì có 6 đồng xu ngửa, Esme lấy 6 đồng xu ngẫu nhiên và lật chúng lại. Cho dù có bao nhiêu đồng xu và cô ấy cầm bao nhiêu đồng ngửa, thì Esme vẫn thành công. Đó là bởi vì số đồng xu ngửa mà cô ấy có được trong số 6 đồng xu ngẫu nhiên chính xác là số đồng xu ngửa còn lại trong đống kia. Vì vậy, khi cô ấy lật lại chúng, chúng sẽ bằng nhau. Estelle đến một hòn đảo để nghỉ mát. Toàn bộ dân địa phương ở đó luôn nói sự thật, còn toàn bộ khách du lịch thì luôn nói dối. Hai cô gái đến gần cô và một người nói, chào, tôi là Sylvie, tôi là khách du lịch ở đây, và đây là Tessa, cô ấy là dân địa phương. Bạn có biết hai cô gái này là dân địa phương hay khách du lịch không? Vì dân địa phương luôn nói sự thật nên họ sẽ không bao giờ gọi mình là khách du lịch. Do đó, Sylvie phải là khách du lịch. Nhưng chắc hẳn cô ấy đang nói dối điều gì đó. Nếu đó là sự thật về bản thân thì cô ấy đang nói dối về Tessa. Vì vậy Tessa cũng là khách du lịch. Cô Virginia Dow là một quý cô trẻ, giàu có. Cô ấy yêu đồ trang sức và giữ một bộ sưu tập những món đồ yêu thích của mình trong hộp kín ở phòng thay đồ. Một buổi sáng, cô bước vào thì thấy có người đã phá kính và lấy trộm đồ trang sức của cô. Thám tử có 3 nghi phạm. Cô quét dọn của Dell, Willow, người dọn dẹp nhà hàng ngày, bạn thân của Dell, Kelly, người có chìa khóa vào nhà, và em họ của cô, Sophia, người ở với Dell trong dịp nghỉ lễ. Willow nói rằng đêm qua khi cô dọn phòng vào khoảng 10 giờ tối, mọi thứ vẫn bình thường. Kelly nói cô ấy đã không ở nhà vài ngày. Sophia nói việc đi quanh nhà người khác và ăn trộm đồ trang sức không phải là cách hành xử của cô ấy. Ai đã lấy trộm đồ trang sức? Đó là người phụ nữ quét dọn. Có vẻ như ngay sau khi làm vỡ kính và lấy trộm đồ trang sức, cô ta cũng quét sạch các mảnh kính trong khi lau dọn rồi. Một đêm giông bão nọ, Alana và em gái của cô đã thức khuya để xem phim dài tập. Đang xem thì có dự báo thời tiết. Cô biên tập viên nói rằng trời sẽ mưa trong 2 ngày nữa, nhưng trong 72 giờ tới, trời sẽ trong và nắng to. Alana quay sang em gái và nói rằng biên tập viên đã lầm rồi. Quả thực, Alana nói đúng. Làm sao cô ấy biết được? Trong 72 giờ tới, trời sẽ giống như bây giờ nên cũng sẽ là ban đêm. Trời không thể trong và nắng to vào ban đêm được. Nhà Miller đang tổ chức một bữa tiệc nướng ở sân sau. Họ pha một ít nước cam tươi và Giselle khoe là cô ấy biết sự khác biệt giữa nước trái cây tươi và nước trái cây không tươi. Cô ấy đã yêu cầu người nhà kiểm tra mình. Họ bịt mắt cô nàng lại. Anh trai của cô mang một ít nước trái cây cũ trong tủ lạnh ra cho cô uống, rồi anh đưa cho cô một chút nước trái cây tươi. Giselle đã phân biệt được bằng cách nào? Nước trái cây cũ trong tủ lạnh sẽ lạnh hơn nước mới vắt bên ngoài.
Thầy Thompson là một giáo viên tiếng Anh nghiêm khắc, không bao giờ cho phép học sinh dùng thiết bị điện tử trong lớp. Thầy cũng đọc to vở ghi chép của học sinh, vì vậy các học sinh đã phải danh ma một chút để thể hiện tình cảm với thầy. Một lần nọ, thầy đọc vở như sau: 1, 2, 8, 13, 5, 31, 3, 15. I love this book. I used to read it every month. Bạn có thể giải mã ghi chú đó không? Các số đại diện cho vị trí của chữ cái trong các câu. Chữ cái đầu tiên là Y, chữ cái thứ hai là L, chữ cái thứ 8 là Y, chữ cái thứ 13 là K, chữ cái thứ 5 là E, chữ thứ 31 là Y dài, chữ thứ 3 là O và thứ 15 là U. Lời nhắn có nội dung I like you, tụi em quý thầy. Một ngày lười biếng nọ, trời bắt đầu đổ mưa thì ông Jones gọi cảnh sát. Ông nói có người vừa va vào xe của ông, nhưng đã lái đi mất. Cảnh sát đến đó, người duy nhất ở cách nơi xảy ra tai nạn không xa là một người đàn ông đang cố sửa lốp xe. Ông Jones nói rằng đó chính là người đàn ông đã va vào xe của mình. Tuy nhiên, người đàn ông nói điều đó không đúng vì anh còn đang bận sửa xe từ nãy tới giờ. Bạn có biết ai đang nói dối không? Đó là anh chàng đang sửa xe. Mưa vừa mới bắt đầu, nếu anh ta sửa xe từ trước đó thì mặt đất dưới gầm xe phải khô. Nhưng nó ướt, nghĩa là anh ta mới đến đó thôi. Brittany đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hóa trang. Một thám tử đi đến bữa tiệc, nói rằng anh đang tìm một tên cướp, mà tên này chắc chắn ở đây, giả vờ là một vị khách. Hãy nhìn mọi người và cho biết ai là nghi phạm chính của thám tử nhé! Hãy nhìn anh chàng này, khác với toàn bộ khách khứa, trang phục của anh ta không đồng nhất chút nào. Đội mũ cao bồi và mặc áo khoác của Joker. Có lẽ trong lúc vội vã, anh ta vớ được gì thì mặc đó để lẩn trốn. Yvonne đã đi công tác và nhờ bạn trai của cô, Dale, đi mua cho cô một thanh sô-cô-la đặc biệt từ một người đàn ông chỉ đến đó một lần mỗi tháng vào buổi trưa. Hôm đó, anh bận chơi điện tử và quên béng đi mất. Yvonne hỏi xem anh đã mua kẹo cho cô chưa và anh nói người ta đã bán hết các thanh trước khi anh tới. Anh ấy thậm chí còn gửi một bức ảnh ở công viên để chứng minh là đã ở đó nữa. Yvonne nhìn bức ảnh và nhận ra là Dale nói dối mình. Làm thế nào? Cái bóng quá dài nên lúc đó không thể là vào trưa giữa ngày được, bởi bóng biến mất vào buổi trưa. Và đồng hồ chỉ giờ buổi trưa có lẽ đã bị Photoshop. Năm học sinh đứng xếp hàng. Adeline không đứng cạnh Cleo. Bellamy không đứng cạnh Danica hay Cleo. Bên cạnh Eloise cũng không có Cleo và Bellamy. Từ góc nhìn của bạn, Danica ở bên trái của Eloise. Tên của mỗi cô gái là gì? Adeline không ở cạnh Cleo, vì vậy chúng ta gạch họ ở cả hai cột, Adeline và Cleo. Bellamy không ở cạnh Danica và Cleo, vậy Danica và Cleo không ở cạnh Bellamy. Cleo hay Bellamy đều không ở cạnh Eloise, và Eloise không ở cạnh họ. Bây giờ, cả Bellamy và Cleo đều có một người bên cạnh, nên hẳn là họ đứng ở hai bên rồi. Nhưng chúng ta không biết ai ở bên trái và ai ở bên phải. Hãy thử cả hai xem, bên cạnh Bellamy là Adeline, bên cạnh Cleo là Danica, vì vậy trong cả hai trường hợp, Eloise đều ở giữa. Bây giờ, hãy nhớ lại điều kiện cuối cùng, Danica ở bên trái Eloise. Vậy thứ tự hàng ở trên là chính xác, đó là Cleo, Danica, Eloise, Adeline và Bellamy. Công ty của Wilson đang gặp nhiều rắc rối tài chính. Một ngày nọ, người đàn ông gọi cho cảnh sát. Ông báo rằng đã có kẻ đột nhập vào văn phòng của mình. Chúng đã ăn cắp két sắt đựng toàn bộ số tiền tôi có. Các cảnh sát đến điều tra đã hỏi tại sao ông ta lại chắc chắn đó là chúng. Chà, két sắt của tôi nặng lắm, một người vác không nổi đâu. Cảnh sát ngay lập tức nhận ra ông Wilson đang nói dối. Bằng cách nào vậy? Nếu chiếc két sắt thực sự nặng như vậy, nó sẽ để lại vết lõm trên thảm. Sau khi ngân hàng bị cướp, cảnh sát tìm thấy chiếc túi đựng tiền trong công viên. Nó nằm giữa những cây xương rồng. Các cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm. Họ chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra kẻ cướp ngân hàng. Bạn có biết đó là ai không?
đó là người đàn ông ở bên trái. Anh ta là người duy nhất bị trầy xước, chắc hẳn là do xương rồng. Cảnh sát nghi ngờ rằng Debra đã tham gia vào đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, nhưng họ không có bất kỳ bằng chứng nào. Bởi vậy, trinh sát Taylor mới theo dõi người phụ nữ, cố tìm bằng chứng. Một ngày nọ, anh thấy Debra bước vào một ngôi nhà, nhưng khi cô ta ra khỏi đó, Taylor nhận ra cô ta không mang theo bất kỳ viên kim cương nào. Hẳn là cô đã cất chúng trong nhà. Sao anh ấy biết được điều đó? Debra đang đeo một đôi bốt với gót có thể tháo rời. Kim cương đã được giấu ở đó. Hãy nhìn kỹ bức ảnh này và cố gắng tìm xem ai là mẹ của cậu bé. Người phụ nữ ở bên phải chắc chắn là con người. Cô ấy không thể thở dưới nước. Nhưng cậu bé chẳng gặp vấn đề gì. Cậu đang mỉm cười và trông rất thoải mái. Hơn nữa, cậu ấy có mang, nghĩa là nàng tiên cá là mẹ của cậu ấy. Trinh sát Martin đang chọn chiếc nhẫn kim cương cho vị hôn thê của mình thì một người đàn ông đeo mặt nạ đen chạy vào cửa hàng trang sức. Hắn bắt toàn bộ khách hàng nằm xuống sàn rồi lấy những món đồ trang sức đắt nhất cùng tiền mặt. Sau đó, Martin thấy hắn trèo lên một chiếc xe máy màu đỏ rồi phóng đi. Viên cảnh sát vào xe hơi của mình và đuổi theo. Đến một lúc, anh tới một ngã tư. Anh ấy nên đi đâu bây giờ? Đột nhiên, Martin thấy một chiếc xe hơi từ hướng ngược lại. Anh hỏi, người lái xe có thấy chiếc xe máy màu đỏ không? Không, tôi chỉ nhìn thấy một chiếc mui trần màu bạc thôi. Sau đó, trinh sát thấy một chiếc ô tô xám đi tới từ phía bên trái. Người phụ nữ bên trong nói rằng cô không thấy xe nào màu đỏ, nhưng lại thấy một chiếc xe màu vàng và một nhóm người đạp xe. Người đàn ông xuất hiện từ bên phải nói với Martin là anh ta chỉ để ý thấy một chiếc xe tải lớn màu xanh dương. Tên cướp đang ở đâu? Chiếc xe máy chỉ có thể nằm bên trong xe tải màu xanh. Một viên kim cương độc nhất đã được trưng bày trong một bảo tàng nổi tiếng. Nó luôn được canh gác và chỉ nhóm nhỏ 10 người mới được phép vào phòng. Sau khi một nhóm người như vậy rời đi, chuông báo động vang lên. Bảo vệ chạy vào và tìm thấy một chàng trai trẻ. Họ đã khám xét anh ta. Chỉ có vài tờ tiền, một chiếc bật lửa, một chai nước ngọt, một chiếc máy ảnh và một chiếc điện thoại di động trong túi của anh ta. Bảo vệ đã phải thả người đàn ông đi. Nhưng sáng hôm sau, người ta thông báo rằng viên kim cương đã bị đánh cắp. Chuyện xảy ra như thế nào? Người đàn ông đã đánh tráo viên kim cương thật với đồ giả và cho kho báu thực sự vào trong chai nước ngọt. Ông Raymond Lopez, một doanh nhân giàu có, đang cần gấp trợ lý của mình, nhưng anh chàng đang đi nghỉ ở vùng đồng quê. Vào thứ tư, ông Lopez gửi cho anh ấy một lá thư yêu cầu anh về thành phố càng sớm càng tốt. Bây giờ đã là chủ nhật mà vẫn chưa thấy anh trợ lý đâu. Raymond quyết định đi kiểm tra anh chàng. Khi đến nơi, anh thấy trợ lý của mình vẫn ổn và đang đóng gói đồ đạc. Ông Lopez, tôi mới nhận được thư của ông vào hôm qua. Tôi định rời đi trong nửa giờ nữa. Anh ta thốt lên. Cậu bị sa thải. Tôi không cần người mà tôi không thể tin tưởng. Cậu chỉ muốn một kỳ nghỉ dài hơn thôi. Tại sao ông Lopez lại nghĩ như vậy? Lịch trình bàn của trợ lý cho thấy hôm đó là thứ hai, ngày 4 tháng 11, nhưng không có chuyện phát thư vào chủ nhật. Anh chàng đang nói dối. Có kẻ đã cướp một ngân hàng trong một thành phố lớn. Một cảnh sát đã đến gặp nghi phạm chính. Cả tuần nay tôi thấy không khỏe và 3 ngày nay tôi không ra khỏi căn hộ của mình. Tôi còn chẳng cần thức ăn. Tủ lạnh của tôi vẫn đầy đồ. Anh tự xem đi. Nghi phạm nói và thực sự mở tủ lạnh ra. Nhưng cảnh sát nhận ra người đàn ông đang nói dối và bắt anh ta. Làm sao anh ấy biết được điều đó? Trước hết, bánh mì trên bàn trông còn tươi. Hơn nữa, nếu người đàn ông đã ở trong nhà 3 ngày thì tủ lạnh của anh ta sẽ không đầy như vậy. Trong một cuộc đấu giá, một chuyên gia về tranh đã trả một số tiền lớn cho một bức tranh chẳng đáng một xu. Anh ấy biết về sự thật này. Anh cũng là một người trung thực và không có ý định phạm tội. Tại sao anh ấy mua bức tranh này?
Mặc dù bức tranh không đáng tiền, nhưng khung của nó là một tác phẩm nghệ thuật đẹp và đắt tiền. Sau khi vài vụ án xảy ra trong thành phố, các cảnh sát đã quyết định đến gặp nghi phạm chính. Anh ta sống ở vùng nông thôn. Khi họ vào nhà, các cảnh sát không thấy ai ở bên trong cả. Họ liền rà soát toàn bộ nơi này, bao gồm cả căn gác mái, nơi vốn rất bừa bộn. Sau đó, các cảnh sát quyết định đợi chủ nhà quay về. Một trong những viên cảnh sát đã đi mua nước. Khi quay lại, anh ấy nói với các đồng nghiệp của mình rằng họ không cần phải đợi nữa. Tại sao? Ngay từ đầu khi cảnh sát đến, cửa sổ của gác mái đã đóng, nhưng bây giờ nó đang mở. Tên tội phạm đã trốn trên gác mái và trốn thoát qua cửa sổ. Có hai người đang đứng gần bờ sông, cả hai đều muốn đi sang bờ bên kia, nhưng chiếc thuyền chỉ có thể chở một người. Tuy thế, họ vẫn vượt qua được sông. Bằng cách nào? Họ đứng ở hai bờ đối diện. Thám tử Adams vào công viên để ăn trưa ở ngoài trời thoáng đãng, nhưng ba người đàn ông đang chạy quanh đài phun nước đã thu hút sự chú ý của anh. Ai trong số họ cũng hét lên, trộm, bắt trộm. Vị thám tử bối rối, ai mới là kẻ trộm thật? Đó là lý do tại sao anh ấy chỉ tiếp tục theo dõi. Được một lúc, khoảng cách giữa ba người đàn ông rút ngắn lại. Thám tử Adams ngay lập tức nhận ra ai là kẻ trộm thật sự. Liệu bạn có thể tìm ra không? Nếu người thứ ba là kẻ trộm, người thứ hai sẽ chỉ cần quay lại là bắt được anh ta. Tương tự với người đàn ông thứ hai, có nghĩa là người đàn ông chạy đầu tiên chính là tên tội phạm. Làm thế nào để bạn có thể cho cả quả táo vào trong chai thủy tinh mà không cắt quả hoặc làm vỡ chai? Buộc một cái chai vào cành táo vào mùa xuân. Sau đó đợi đến khi một quả táo mọc ra bên trong. Vào một buổi tối nọ, Scott, một tên trộm khét tiếng, đã trở về nhà. Chỉ một ngày trước, hắn ta đã ăn cắp vài bức tranh rất đắt tiền ở nhà của ông Smith. Đang ở trong phòng khách thì hắn nhìn thấy vài viên cảnh sát đang tiến đến gần nhà mình. Scott liền dặn dò cô vợ của hắn và chuồn ra ngoài theo đường cửa sau. Khi các cảnh sát gõ cửa, vợ Scott nói với họ rằng chồng tôi đã đi vắng được một tuần rồi. Đáng lẽ ra anh ấy sẽ quay về ngày hôm nay. Đúng lúc này, Scott bước vào nhà. Hắn ôm chầm lấy vợ của mình như thể cả hai đã lâu lắm rồi không gặp. Nhưng các cảnh sát không tin họ. Tại sao? Hãy nhìn chú chó mà xem. Nếu chủ nhân nó vắng nhà một tuần, chú chó sẽ phải nhảy nhót, vui vẻ và phấn khích. Nhưng con vật mới nhìn thấy Scott vài phút trước nên rõ ràng cũng chẳng nhiệt tình lắm. Nếu trời mưa lúc nửa đêm, bạn có thể kỳ vọng trời sẽ nắng sau 72 giờ nữa không? Không đời nào, trong 72 giờ nữa trời sẽ lại về đêm. Thám tử Lee được gọi đến một quán cà phê gia đình nhỏ. Cô chủ kể cho anh nghe câu chuyện của mình. Tôi chỉ đi vào bếp có vài phút, nhưng khi quay trở lại, tôi thấy rằng toàn bộ tiền ở bàn thu ngân đã bị lấy trộm. Vào thời điểm đó, chỉ có 3 vị khách trong quán cà phê. Tất cả họ đều là phụ nữ. Khi thám tử hỏi họ người nào đã lấy tiền, ai cũng thốt lên, chính là cô ấy. Người phụ nữ đầu tiên còn nói thêm, cô chủ là bạn của tôi, làm sao tôi có thể làm điều này với cô ấy chứ? Người phụ nữ thứ hai nói, tôi đang nhìn ra cửa sổ, nhâm nhi cà phê của mình, tôi chẳng thấy gì cả. Và người phụ nữ thứ ba khẳng định là cô ấy sẽ không bao giờ ăn cắp thứ gì hết. Ai đã lấy tiền? Thám tử Lee nhanh chóng tìm ra kẻ trộm. Đó chính là người phụ nữ thứ hai. Trước hết, hai người kia đều chỉ vào cô. Thứ hai, cô ta khẳng định người phụ nữ đầu tiên đã lấy trộm tiền. Nhưng nếu thực sự nhìn ra ngoài cửa sổ, làm sao cô ta biết được điều này? Trong một vụ hỏa hoạn, một ngân hàng đã bị cướp. Nhân viên bảo vệ nói với cảnh sát rằng anh ta muốn cứu lấy một túi tiền, nhưng anh ta phải cúi xuống để xỏ giày ngay trước cửa thoát hiểm. Vào thời khắc đó, cánh cửa mở ra và đập vào đầu anh ta. Khi anh ta tỉnh lại thì túi tiền đã không cánh mà bay. Tại sao nhân viên bảo vệ lại bị bắt?
tất cả mọi cửa thoát hiểm đều mở ra ngoài. Một cô gái trẻ có số anh em trai bằng với số chị em gái, nhưng mỗi anh em trai của cô ấy lại có số anh em trai ít hơn 2 lần so với số chị em gái. Vậy gia đình này có bao nhiêu anh chị em? Có 4 cô con gái và 3 cậu con trai trong gia đình. Harrison gọi cảnh sát và báo rằng có người đã đột nhập vào nhà cô. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy cô bị trói vào ghế. Harrison nói rằng có một người đàn ông đeo mặt nạ đen đã vào nhà và trói cô lại, khiến cô không thể cử động. Sau đó anh ta lấy hết tiền tiết kiệm của cô và bỏ đi. Nhưng cảnh sát không tin Harrison và bắt cô ta vì tội khai báo sai. Tại sao vậy? Nếu Harrison không thể cử động thì làm sao cô ta có thể gọi cảnh sát? Hôm đó là sinh nhật của Hinesley. Bố mẹ cô nói họ có một món quà cho cô, nhưng cô phải tìm ra nó trước. Để giúp con gái, họ đã đưa cho cô một mảnh giấy có ghi: Hinesley nên tìm quà của mình ở đâu? Có vẻ như ghi chú không có nghĩa gì, nhưng đó chỉ là vì các chữ cái đã bị đổi chỗ. Nếu Hinesley xếp chúng theo đúng thứ tự, cô sẽ có được chỉ dẫn khá đơn giản: quà của con giấu dưới tầng hầm. Sydney nói với mẹ rằng cô và đội gym của mình sẽ tham gia trại thể thao vào cuối tuần. Bà Stevenson hiểu rõ con gái nên nghi ngờ rằng đó chỉ là một cái cớ. Sydney sẽ đi chơi cuối tuần với bạn trai. Tuy nhiên, bà Stevenson vẫn giúp Sydney xếp đồ và để cô đi. Khi Sydney về nhà, cô đã giận mẹ vì quên xếp bàn chải đánh răng. Đó là khi bà Stevenson nhận ra bà đã đúng. Sydney không đến trại thể thao. Làm sao bà biết được? Khi xếp đồ đạc cho Sydney, bà đã để bàn chải đánh răng vào túi đồ đựng quần áo thể dục. Nếu con gái bà thực sự đến trại thể thao, cô đã mở túi và tìm thấy bàn chải. Nhưng Sydney không thấy, nghĩa là cô không dùng chiếc túi đó. Hãy nhìn những người đang mua hàng tạp hóa này. Một người trong số họ đã ăn trộm một quả dưa hấu. Bạn có biết là ai không? Hẳn phải là anh chàng bên phải. Anh ta đang cầm một quả bóng, nhưng có vẻ như nó rất nặng. Quả bóng đá không nặng như thế, nên đó chắc chắn là quả dưa hấu được ngụy trang. Mason đi thám hiểm ở Nam Cực. Sếp của anh yêu cầu anh gửi hình ảnh để chứng minh anh thực sự ở đó. Mason gửi các bức ảnh mỗi ngày, nhưng khi anh trở về sau chuyến thám hiểm, sếp đã sa thải Mason. Hãy nhìn kỹ các bức ảnh và cố hiểu xem sếp của Mason không thích điều gì. Mason được cử đến Nam Cực, nhưng một trong số bức ảnh bạn có thể thấy cây cọ. Không ngạc nhiên khi người sếp nhận ra những bức ảnh đó đã được chỉnh sửa và Mason không hề đến đó. Một ông lão có thị lực rất kém sống chung với con trai tên Mark vì ông luôn cần giúp đỡ. Một ngày nọ, người đàn ông đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành và con trai ông đang chuẩn bị bữa tối. Đột nhiên, Mark nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Anh chạy vào phòng và thấy cửa sổ bị vỡ. Anh hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cha anh kể rằng một anh chàng tóc đen, mắt đen đã ném đá vào cửa sổ khiến nó vỡ. Sau đó anh ta bỏ chạy. Nhưng Mark không tin cha mình. Tại sao vậy? Cha anh có thị lực rất kém và ông không đeo kính vào thời điểm xảy ra sự cố. Ông không thể nhìn thấy anh chàng kia, chứ đừng nói là màu tóc và mắt của anh ta. Savannah đi công tác cùng chồng. Vào buổi tối, cô cảm thấy không được khỏe và đột nhiên bất tỉnh. Vài tiếng sau khi Savannah tỉnh dậy, cô không thể nhớ được gì cả. Trước mặt cô có hai người đàn ông và cả hai đều tự nhận là chồng cô. Savannah không thể nhớ ai trong hai người họ là chồng mình. Bạn có thể giúp cô tìm ra không? Vì họ đã đến một cuộc họp ở công ty nên cả hai đều ăn mặc phù hợp. Anh chàng mặc áo hoodie trông không sang trọng. Vì vậy,
chồng Savannah phải là người kia, người đàn ông mặc vest. Giờ cô gái Susanna này cũng không thể nhớ chồng mình là ai. Bạn có thể giúp cô ấy không? Đó là anh chàng này. Nhìn kìa, anh ta đang đeo nhẫn trong khi người kia có vẻ như chưa kết hôn. Cha mẹ của Eva là John và Catherine đến bệnh viện để đón cô. Bạn có biết ai trong số những thiếu niên này là con của họ không? Là cô gái này. John và Catherine là cha mẹ của Eva. Eva là tên con gái và đây là cô con gái duy nhất trong phòng. Esme đang đi dạo trong rừng như thường lệ. Đến tối, cô nhận ra mình lại bị lạc lối. Cô đã đi lang thang khắp nơi cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà của bà phù thủy. Esme vuốt ve con mèo, chào bà phù thủy và nhờ bà đưa cô về nhà. Khi đó, phù thủy đang tham gia giải đấu toán học dành cho các phù thủy trên khắp thế giới. Bà rất muốn chiến thắng để chứng tỏ mình là phù thủy thông minh nhất. Còn một câu cuối cùng mà bà không thể giải được. Bà phù thủy hứa nếu Esme giúp được, bà sẽ để cô về nhà. Còn không, cô sẽ phải ở lại với bà mãi mãi. Đây là câu đố. Chỉ di chuyển 3 que diêm để có 3 hình vuông giống nhau. Bạn chỉ cần chuyển 3 que diêm này sang đó. Câu trả lời đúng và Esme được về nhà. Thor bảo bạn bè đoán mật mã gồm 3 chữ số để mở laptop của anh. Mỗi người đều đưa ra một suy đoán. Các con số họ chọn là 357, 902, 907, 954. Dù không ai đoán đúng hết, nhưng mỗi người đều đoán đúng một chữ số và đặt nó ở đúng vị trí. Bạn có thể tìm ra mật mã của Thor không? Vì mỗi người chỉ đoán đúng một chữ số, nên chữ số đầu tiên không thể là 9, vì trong trường hợp này, 3 người sẽ đoán đúng. Và không có đủ người để đoán đúng chữ số thứ 3. Lựa chọn duy nhất cho số đầu tiên là 3, có nghĩa là chữ số thứ 2 không thể là 5 và chữ số thứ 3 không thể là 7. Vì chữ số thứ 2 không thể là 5 nên phải là 0, hai người đã đoán đúng. Và chữ số thứ 3 là 4, vì nếu nó là 2, nghĩa là có người đoán đúng hai chữ số 0 và 2. Điều này là không đúng, vậy nên mật mã của Thor là 304. Các học sinh được chia thành hai đội để thực hiện một nhiệm vụ. Storm, Dean và Brooke ở đội vàng, Elsie, Emma và Veda ở đội tím. Theo logic này, Lexi thuộc đội nào? Trong đội vàng, tên các học sinh chỉ có một âm tiết. Trong đội tím là những học sinh có tên gồm hai âm tiết. Tên của Lexi có hai âm tiết, vì vậy cô thuộc đội tím. Atlas bị nhốt trong gác xếp của một ngôi nhà cũ, chỉ có 3 lối ra và tất cả đều nguy hiểm. Phía sau cánh cửa đầu tiên, mái nhà và sàn nhà được làm bằng kính lúp và mặt trời sẽ thiêu đốt bất cứ ai bước vào. Phía sau cánh cửa thứ hai có một căn phòng chứa đầy khí độc và cánh cửa thứ ba đang che giấu một con sư tử đói. Atlas có thể thoát ra bằng cách nào? Anh nên đợi đến khi trời tối, mặt trời sẽ lặn và anh có thể an toàn bước qua cánh cửa đầu tiên. Giờ hãy nhìn Iris và những người bạn thân của cô là Max, Ginny, Josh và Grant. Ai là người yêu của Iris? Đó là Josh, nhìn kìa, họ có hình xăm giống nhau. Vào một đêm mưa, Dylan lái xe ngang qua một trạm xe buýt. Có 3 người ở đó, một bà lão lớn tuổi không được khỏe, một bác sĩ đã cứu sống nhiều người và Selena, cô gái mà Dylan đã thích trong nhiều năm. Thật không may, trên xe chỉ còn chỗ cho một người nữa. Dylan nên làm gì? Anh nên đưa xe cho bác sĩ, ông sẽ đưa bà cụ đến bệnh viện, còn Dylan có thể ở bến xe buýt với người trong vọng. Charlie, Andy, Taylor và Alex
đều có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng một người có giới tính khác với ba người còn lại. Đây là thông tin bạn biết. 1. Alex là anh trai của Charlie hoặc con gái duy nhất của Charlie. 2. Em gái của Alex là Andy hoặc Taylor. 3. Con trai duy nhất của Taylor là Charlie hoặc Andy. Bạn có thể cho biết ai là người khác giới với ba người kia không? Nếu Alex là con gái duy nhất của Charlie thì Alex không thể có em gái. Như vậy, Alex là anh trai của Charlie. Nếu em gái của Alex là Andy thì Andy là con gái. Và theo dữ kiện thứ ba, Charlie là con trai duy nhất của Taylor. Nhưng Alex là anh trai của Charlie nên chúng ta có sự mâu thuẫn ở đây. Có nghĩa là em gái của Alex là Taylor và Taylor là con gái. Charlie, Alex, Taylor là chị em ruột và Andy là con trai của Taylor. Keenan đang xem TV thì một thám tử đến với lệnh khám xét. Thám tử nói rằng ngân hàng thành phố đã bị cướp và Keenan là thủ phạm chính. Keenan trả lời anh thậm chí còn không ra khỏi nhà vào ngày hôm đó. Anh không làm gì cả. Cảnh sát không tìm thấy tiền nhưng vẫn bắt giữ Keenan. Tại sao vậy? Keenan nói anh ta không ra khỏi nhà. Nhưng hãy nhìn lịch và biên lai của cửa hàng tạp hóa. Ngày tháng giống nhau, vậy có nghĩa là Keenan đã đi mua sắm hàng hóa, nhưng nói dối là không ra khỏi nhà. Kỳ nghỉ đến rồi, bạn đã mua một tấm vé để di chuyển tới hòn đảo đáng nhớ với đầy những trò giải trí nọ. Bạn đến đó bằng trực thăng. Đáng tiếc thay, bạn sẽ không được thư giãn nhiều đâu, vì ngoài vui chơi, bạn còn phải giải khà khá các câu đố. Và ở cuối video, hãy đếm xem bạn đã làm tốt đến đâu nha. Bạn sẽ đừng giải trí cả ngày dài luôn đấy. Những câu đố đầy thử thách yêu cầu bạn phải tập trung và chú ý. Nhưng lần này, bạn vừa muốn giải đố vừa muốn thư giãn, nên hãy tận hưởng nha. Điều đầu tiên bạn làm là đến một bữa tiệc trên bãi biển. Nắng vàng, biển xanh và bãi cát trắng nóng hổi. Bạn mua một lon nước ngọt và bắt đầu nhảy nhót. Đột nhiên, âm nhạc dừng lại. Bạn hỏi DJ xem có chuyện gì. Cô ấy nói, có người đã rút dây của loa. Bạn đi ra phía cánh gà và thấy 5 dây có màu sắc khác nhau. 2 dây cần được cắm vào loa. Dây nào nhỉ? Nhanh lên, hãy cứu lấy bữa tiệc. Đỏ và xanh lá. Có các vòng tròn với màu tương ứng trên lỗ cắm của mỗi loa. Bữa tiệc tiếp tục rồi. Bạn mệt và đói nên đã đi tới một nhà hàng có cả dãy buffet lớn với những món nóng hổi. Bạn mua 2 cái sandwich và ngồi vào bàn. Sau bữa ăn ngon miệng, bạn quyết định tráng miệng với trái cây tươi. Bạn đi đến bàn có chuối, táo, dứa và kiwi. Một vài trái không được tươi. Là loại trái cây nào vậy? Và tại sao? Tất cả các khay trái cây đều sắp hết sạch, chỉ trừ kiwi là còn rất nhiều. Mọi người không lấy quả này vì chúng không được tươi cho lắm. Sau bữa trưa, bạn đi ra bãi biển. Cát nóng đến nỗi bạn có thể chiên trứng trên đó. Vì vậy, bạn đã đeo giày vào. Bạn nhìn thấy một nhóm người đang chơi bóng chuyền. Vì muốn tham gia cùng nên bạn di chuyển đến gần hơn, nhưng sân chơi đã trống không. Bạn bị ảo giác hay mọi người rời đi nhanh đến nỗi bạn không nhìn thấy vậy? Bạn nghĩ sao? Chỉ là ảo giác thôi, vì chẳng có dấu chân nào trên cát cả. Mặt trời nóng bỏng và bạn muốn đi vào rừng rậm để trốn dưới những bóng cây mát rượi. Bạn đi tới một bãi đất trống rộng rãi và thấy vài người đang ngồi với tư thế hoa sen. Đó là một buổi thiền. Mọi người nhắm mắt thư giãn và không thấy bạn tới gần. Bạn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh họ và nhận ra rằng mấy người này rất kỳ lạ. Chính xác đó là gì? Họ không chỉ ngồi, họ đang lơ lửng phía trên mặt đất vài centimet. Họ là ai vậy? Bạn hoảng sợ và chạy thục mạng khỏi cái nơi này.
Bạn chạy qua rừng rậm và nhìn thấy ba con đường, một đường rải đầy mảnh kính vỡ. Cây cấu gai ở đường thứ hai và bạn thấy thằng nóng đỏ ở đường thứ ba. Bạn sẽ chọn đường nào? Thực ra, bạn đi đường nào cũng được, bạn đã đeo giày từ lúc ở bãi biển mà, nhớ chứ? Ở giữa hòn đảo, bạn tìm thấy một căn nhà lớn cũ kỹ, mái nhà đã bị hư hỏng, con cửa sổ thì vỡ tan tành, nhưng có âm nhạc phát ra từ căn nhà đó. Bạn nhìn vào bên trong và thấy một nhóm người mặc áo khoác đang nhảy theo một bài nhạc điện tử. Bạn tham gia vào bữa tiệc và để ý thấy ai cũng có răng nanh nhô ra khỏi miệng. Mọi người quay về phía bạn và nhìn không thân thiện lắm. Thoạt đầu, bạn sợ xanh mặt nhưng rồi lại nhận ra những người này đang giả vờ làm macaron. Răng nanh và áo choàng chỉ là một phần của buổi dạ hội hóa trang mà thôi. Làm sao bạn biết họ không phải là macaron? Mái nhà đã bị hỏng. Ánh mặt trời có thể rọi vào trong, macaron phải sợ ánh sáng chứ. Bạn vẫn nhảy và đột nhiên bạn thấy khiếp đảm. Những người đang nhảy này không phải là macaron nhưng cũng chẳng phải con người. Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Có một cái gương trên tường và chỉ bạn có hình phản chiếu trong gương mà thôi. Bạn chạy ra khỏi ngôi nhà và đi qua khu rừng. Bồ câu trắng bay trên đầu bạn và ở đằng xa bạn nghe thấy tiếng người. Bạn lách mình qua bụi rậm và xuất hiện tại một đám cưới. Mọi người đang ngồi trên ghế. Cô dâu, chú rể, bạn bè của chú rể và hai cô phù dâu đang đứng phía trước. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng rồi bạn nhận ra một trong số những người ở đây là người ngoài hành tinh. Là ai vậy? Cô dâu, bạn thấy rằng cô dâu có ba bàn tay. Thế cũng chẳng làm bạn sợ cho lắm. Sau nghi lễ, bữa tiệc bắt đầu, bạn nói chuyện với khách khứa, lấy đồ uống và thức ăn. Một ông già lên sân khấu để phát biểu. Ông ấy nói rằng mình có một món quà cho cặp vợ chồng son. Đó là loại tiên dược có thể khiến người ta trẻ ra 5 tuổi và kéo dài tuổi thọ. Tiên dược này cũng ở trong mọi đồ uống và tất cả mọi người đều có thể uống nó. Toàn bộ khách khứa lao đến bàn và chụp lấy các ly nước. Có người còn uống một lúc 2 ly, có người uống liền 5-6 ly, có người lại nhanh tay uống 1 ly. Và trong số tất cả có một quý bà ấy chậm rãi uống cốc tai của mình và trở nên trẻ trung hơn. Tại sao tiên dược có tác dụng với bà mà không có tác dụng với các vị khách khác? Tiên dược nằm trong viên đá, quý bà nọ uống một lúc lâu nên đá trong ly có thời gian để tan ra. Bạn rời khỏi bữa tiệc và tiếp tục khám phá hòn đảo. Phía trước bạn thấy một đường hầm với biển báo, cẩn thận, có bóng ma bên trong. Một chàng trai và một cô gái đi tới chỗ bạn, họ rủ bạn cùng chạy qua đường hầm để xem có thực sự có ma hay không. Cũng không đáng sợ lắm nên cả ba nắm tay nhau. Cô gái đứng ở giữa, bên trong đường hầm rất lạnh và trơn, bạn chẳng nghe thấy gì. Bạn đi đến gần lối ra và cuối cùng ra khỏi đường hầm. Bạn nói, cũng hơi đáng sợ đó. Cô gái bảo, may mà mình đứng ở giữa. Con chàng trai nói, anh cũng thế, chả sợ gì cả. Đến lúc này, bạn nhận ra trong đường hầm có bóng ma. Làm sao bạn biết được điều này? Ba người chạy qua đường hầm và chỉ có một người có thể ở giữa mà thôi, và đó là cô gái. Thế anh chàng kia đã nắm tay ai? Bạn sợ hết hồn và đi khỏi đây. Tối đến, bạn quay lại khách sạn và thấy nó đang bốc cháy. Có một đám cháy trên tầng của bạn. Bạn chạy vào trong, lửa lan ra khắp nơi. Bạn có hai món đồ giá trị muốn lấy đi. Một là cái sắt nhỏ đựng tài liệu, tiền bạc và một chiếc laptop có công việc của bạn. Bạn phải chọn một thứ.
hãy lấy máy tính. Phần lớn những cái két sắt có thể chịu được nhiệt độ cao, nhưng laptop thì không. Bạn có thể tìm két sắt của mình sau đám cháy. Bạn chuyển sang một phòng khác trên tầng 10, nó rộng rãi, còn đại dương thì ngay ngoài cửa sổ. Bạn đang định đi ngủ thì có người gõ cửa, nó là quản lý. Cô ấy nói có một con rắn trong phòng bạn và bạn phải tìm nó. Hãy nhìn xung quanh và tìm loài bò sát. Bạn có thấy cái rèm đính cườm phía sau căn phòng thứ hai không? Trong số các hạt, bạn có thể thấy đường viền của một con rắn. Bạn thả con rắn về rừng, trở lại khách sạn và thấy dấu chân trên sàn gỗ. Có người ở đây và muốn ăn cắp thứ gì đó. Bạn gọi cho quản lý và thông báo chuyện đã xảy ra. Cô ấy tìm ra ba nghi phạm. Bạn cần đoán xem ai trong ba người này đã đột nhập vào phòng. Có hai anh chàng đi giày và một cô gái đi chân trần. Bạn nghĩ là ai? Cô gái không thể để lại dấu chân này. Quần áo của người đàn ông đứng cạnh cô ấy ướt sũng. Chân anh ta cũng ướt, nhưng đã xỏ sandal vào để che đi. Dấu chân trong phòng cũng ướt. Quần áo của anh chàng thứ hai còn khô. Đồ của cô gái cũng khô, tức là anh chàng mặc đồ ướt đã vào phòng bạn. Bạn không ngủ nổi trong căn phòng mới. Đã 3 giờ sáng và bạn quyết định đi dạo trên bãi biển. Đột nhiên, bạn nghe thấy tiếng ồn. Một cô gái xinh đẹp đang đứng bên ngoài cửa sổ. Cô ấy mỉm cười và nhìn bạn. Ban đầu bạn cười đáp lại, nhưng rồi bạn thu dọn đồ đạc và ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Bạn gọi người quản lý và nói là bạn sẽ không ở lại khách sạn này nữa. Tại sao bạn làm vậy? Phòng của bạn ở tầng 10, còn cô gái nhìn bạn đang đứng bên ngoài cửa sổ. Thật đáng sợ. Đã sáng rồi và bạn vẫn chẳng ngủ nổi và quyết định rời khỏi hòn đảo này. Bạn ngồi trên bãi cát và chờ đợi. Một chiếc trực thăng đến và thả thang dây xuống. Bạn định leo lên, nhưng đúng lúc này một trực thăng khác bay đến. Nó cũng có thang dây giống y hệt. Bây giờ bạn phải chọn đúng trực thăng. Hãy nhìn kỹ phi công của trực thăng đầu tiên kìa. Đó là một người ngoài hành tinh. Bạn lên trực thăng thứ hai và bay đi. Chiếc đầu tiên hóa ra lại là một tàu vũ trụ. Kỳ nghỉ của bạn đã kết thúc. Cùng xem thử bạn đạt được gì rồi nhé. 0 đến 4 điểm. Hãy cố gắng giải nhiều câu đố logic hơn. Như vậy bạn sẽ giỏi lên đấy. Hoặc có lẽ bạn đừng nên gượng ép bản thân và thư giãn thật thoải mái trong kỳ nghỉ này nào. 5 đến 8 điểm. Không tệ, bữa tiệc và bầu không khí ăn mừng không làm lu mờ khả năng chú ý và sự tháo vát của bạn, nhưng bạn có thể làm tốt hơn. 9 đến 12 điểm, bạn thư giãn vì bạn không chỉ vui chơi mà còn rèn luyện trí não nữa. 13 đến 15 điểm, bạn có thể nhanh chóng giải các câu đố logic và tìm ra cách thoát khỏi mọi tình huống rắc rối. Nhưng đừng quên nghỉ ngơi và thư giãn đầu óc nhé. Lucas và Hudson đang đi dạo. Ai trong hai người họ không thông minh lắm? Đó là Hudson. Anh ấy đang nhìn màn hình điện thoại nên có thể trượt khỏi vách đá và rơi xuống. Dù Lucas bị mù, nhưng anh ấy vẫn có cây gậy. Nhờ đó, anh ấy sẽ biết đâu là rìa của vách đá ngay khi tới nơi và anh sẽ được an toàn. Oppo đi leo núi trong kỳ nghỉ của mình. Caris đang leo Everest. Bạn có biết ai trong hai người họ không sáng suốt không? Đó là Oppo. Nhìn này, cô ấy đang leo núi mà không bám vào dây an toàn. Không được đâu nhé. Gabriel và Acker là hai blogger chuyên chụp selfie ở những nơi nguy hiểm. Lần này, Gabriel chụp ảnh khi đang lướt một con sóng lớn, còn Acker đã chọn chụp khi đang đứng ở mép cầu phía trên hồ. Ai là người không cẩn thận? Đó là Gabriel.
Cả hai đều đang làm những việc rất mạo hiểm, nhưng ít nhất bên cạnh Arthur còn có ai đó. Họ sẽ giúp anh nếu có chuyện không hay xảy ra. Còn Gabriel chỉ có một mình giữa biển. Đó là một buổi sáng tinh mơ sau bữa tiệc. Agan và Bradley đang chở con đến trường. Bạn có nhận ra ai là người không sáng suốt không? Agan, con trai anh thậm chí còn chưa lên xe. Delilah và Ellery đang trong kỳ nghỉ. Cả hai người họ quyết định học một môn mới. Delilah đang trượt tuyết trong rừng, còn Ellery đang tập trượt băng trên hồ. Ai đang gặp nguy hiểm? Đó là Ellery. Nhìn kìa, băng trên hồ đang nứt và không có ai xung quanh để giúp cô cả. Ellery nên ra khỏi đó càng nhanh càng tốt. Ariana và Aliza đang chuẩn bị cho những bữa tiệc nướng mà họ tổ chức. Ariana đang làm salad bên ngoài, còn Aliza thì đang trang trí nhà cửa và khu vườn. Ai không thông minh vậy? Đó là Ariana. Khi cô bận làm món salad, thịt sẽ bị hỏng dưới ánh nắng mặt trời. Caris, một bà mẹ bốn con, trở về nhà và thấy tất cả các con mình đều đang yên lặng làm việc riêng. Đứa lớn nhất, Amanda đang chơi Uno, Gabriel đang đọc sách, Haven đang vẽ tranh, Ashley đang làm gì? Ashley chơi Uno với Amanda. Hãy quan sát những người này và cho biết ai đang có hành động ngu ngốc. Tất cả những người ở bên trái vì cuối cùng tất cả đều sẽ ngã. Người duy nhất sẽ ở trên cây là anh chàng bên phải. Thám tử Callum đang đi nghỉ ở Hawaii. Anh đang uống cà phê tối trên sân thượng thì nghe thấy tiếng ồn ào và la hét. Cửa ban công của căn phòng cạnh phòng anh đang mở. Vì vậy, anh bước vào và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Một nữ diễn viên trẻ tên là Chanel đang ở trong căn phòng đó. Cô nói rằng có một người đàn ông mặc đồ đen và đeo mặt nạ đã đột nhập vào phòng cô và cố gắng đưa cô đi. Cô hét lên, tên tội phạm bỏ chạy rồi biến mất ở hành lang. Nữ diễn viên đã nhờ thám tử Callum tìm người đàn ông đó ngay lập tức. Nhưng thám tử cho biết có thể Chanel đang cố đánh lừa ai đó và anh muốn quay lại phòng để uống tiếp cà phê. Tại sao anh không tin lời cô gái? Nhìn cửa phòng của nữ diễn viên kìa, có rất nhiều hộp giấy đang ngáng đường. Nếu người đàn ông kia thực sự chạy ra khỏi cửa, hắn phải đẩy tất cả mọi thứ đi. Nếu không thì hắn sẽ không thể mở cửa. Cô gái chỉ đang bịa ra một chuyện kịch tính để thu hút sự chú ý của giới truyền thông mà thôi. Adam đến lớp thể dục và nói với giáo viên rằng xui xẻo làm sao, anh không thể tập được. Hôm trước anh bị gãy tay, nhưng Adam lại là một cậu học trò hư. Giáo viên không tin và bảo anh chàng, đừng nói dối nữa. Bạn có tin Adam không? Nhìn kìa, cánh tay Adam bị bó bột nhưng lại ở ngoài áo khoác của anh. Chắc chắn là giả rồi. Cô Miller báo cáo rằng có ai đó trong khu phố đã đột nhập vào nhà và lấy trộm túi sách của cô. Nhà chức trách đã thẩm vấn tất cả những người hàng xóm. Bryce nói anh không có nhà vào lúc đấy. Tôi mới về nhà chưa đầy được một phút trước. Adam cho biết cô ở nhà cả ngày và không đi ra ngoài. Easton nói anh dắt chó đi dạo. Anh không ăn trộm bất cứ thứ gì hay thấy có chuyện gì xảy ra cả. Nhà chức trách đã bắt một người, đó là ai? Họ đã bắt Bryce. Anh ta nói rằng mình vừa mới về nhà, nhưng nồi nước trên bếp đang sôi, như vậy chắc chắn anh này đã ở nhà được một lúc rồi. Amis đang làm việc trong một cửa hàng bán đồng hồ. Anh gọi cảnh sát vào một ngày nọ. Khi cảnh sát đến nơi, Amis nói với họ rằng anh đang làm việc thì đột nhiên điện cúp. Anh đã cố gắng tự mình giải quyết vấn đề này trước. Sau đó anh mới gọi cảnh sát. Họ tìm được nguyên nhân rất nhanh và rồi đèn sáng trở lại. Amis ngay lập tức kiểm tra bản tính tiền. Hóa ra khi đèn đang tắt, ai đó đã đột nhập vào cửa hàng và lấy trộm tất cả số tiền. Nhưng cảnh sát không tin Amis và đã bắt giữ người đàn ông này. Tại sao vậy?
Trong cửa hàng có đồng hồ cơ và đồng hồ điện. Tuy nhiên, sự khác biệt về thời gian trên đó chỉ là 10 phút. Đồng hồ cơ không dừng lại khi mất điện. Điều này có nghĩa là điện chỉ tắt trong khoảng 10 phút. Chắc chắn Ames đã tự mình cúp điện và sau đó gọi cảnh sát. Nelson là một nhà văn. Anh luôn bị bọn trẻ tụ tập bên ngoài nhà anh quấy rầy nên không thể tập trung. Một ngày nọ, Nelson gọi cảnh sát. Khi họ đến, anh nói rằng có ai đó đã ném một viên đá vào cửa sổ phòng làm việc của anh. Anh yêu cầu cảnh sát cấm bọn trẻ con đến gần nhà anh. Nhưng người thám tử lại không tin. Tại sao vậy? Nhìn kìa, kính bị vỡ ở phần dưới của cửa, nhưng khoảng cửa sổ đó lại được ban công bảo vệ bên ngoài. Nelson chắc hẳn đã tự mình đập vỡ cửa sổ để đổ lỗi cho bọn trẻ. Một gia đình nọ đang đi nghỉ dưỡng, nhưng họ không biết đó là thứ mấy. Người bố nói, bố chắc hôm nay là thứ hai hoặc thứ ba. Người mẹ nói thêm, tất cả những gì mẹ biết đó là hôm qua, không phải thứ tư. Jack nói, chắc chắn là thứ tư, hoặc cuối tuần rồi. Sienna nghi ngờ, có lẽ là thứ sáu đấy. Ruby nói, thứ sáu là ngày mai. Bạn có biết hôm nay là thứ mấy nếu chỉ có một câu nói là đúng không? Theo người bố đó là thứ hai hoặc thứ ba, theo người mẹ đó là bất kỳ ngày nào ngoài thứ năm. Vì vậy, nó có thể là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy hoặc chủ nhật. Jack chắc chắn đáp án là thứ tư, thứ bảy hoặc chủ nhật. Sienna cho rằng đó là thứ sáu và theo Ruby hôm nay là thứ năm. Ngày duy nhất được nhắc đến chỉ một lần là thứ năm. Điều này có nghĩa là Ruby nói đúng. Paige và Quinley là hai chị em. Cả hai đang chơi cùng nhau trong phòng. Quinley thì thích một chàng trai cùng trường. Cô quyết định viết cho anh một bức thư. Paige nghĩ đó không phải là ý hay, nhưng Quinley sẽ không nghe theo. Khi gần viết xong, Quinley đi xuống cầu thang để lấy một ít trà. Khi cô quay lại, bức thư đã biến mất. Paige nói một cơn gió bất chợt thổi vào và bức thư đã bay ra khỏi cửa sổ. Nhưng Quinley không tin và yêu cầu Paige phải trả lại bức thư cho cô. Làm sao cô biết em gái mình đã lấy bức thư? Nếu gió thổi từ ngoài phòng vào thì sẽ không có thứ gì bay ra ngoài cửa sổ được. Colton gặp tai nạn và bị mất trí nhớ. Kennedy và Issa đều nói mình là bạn gái của anh. Họ đưa anh đến nơi hẹn hò đầu tiên. Hai cô gái đều hy vọng Colton sẽ nghĩ mình là bạn gái của anh chàng. Bạn biết anh chàng đang hẹn hò với ai chứ? Hãy nhìn xem, trên cây có sơn những chữ cái C cộng Y, có vẻ như bạn gái của Colton là Issa. Trong khách sạn kia có một quý ông giàu có đã bị cướp. Nhân chứng duy nhất là Joseph, nhân viên tạp vụ làm việc ở khách sạn. Anh đang dọn dẹp căn phòng gần đó vào thời điểm vụ cướp xảy ra. Thám tử hỏi Joseph xem anh có nhìn thấy gì không. Joseph nói, khi tôi nghe thấy tiếng động, tôi định vào phòng, nhưng sau đó cánh cửa mở ra và đập vào đầu tôi. Tôi không nhìn thấy gì cả một lúc lâu. Joseph thậm chí còn cho cảnh sát xem vết bầm trên trán. Tuy nhiên, thám tử không tin Joseph và bắt anh ta vì tội tiếp tay cho tên cướp. Tại sao vậy? Cánh cửa không thể đập vào Joseph vì nó đẩy vào trong, vậy nên anh ta nói dối. Sau một tai nạn, Caris phải nằm viện, nhưng chỉ những người thân mới được phép đến thăm cô. Nhưng có ba chàng trai muốn gặp cô, đó là bạn trai của cô, một người bạn cùng lớp đang yêu cô và anh trai của cô. Tất cả bọn họ đều nói rằng mình là anh trai của Caris. Hãy nhìn căn cước công dân của các chàng trai và cố gắng tìm xem anh trai của cô gái là người nào nhé. Anh trai của Caris phải là Philip. Chênh lệch độ tuổi giữa Caris và Colton là 4 tháng, giữa Caris và Nero là 5 tháng. Khoảng chênh lệch tuổi như vậy là quá nhỏ để họ có thể là anh em ruột. Maddox đến đồn cảnh sát để tố cáo anh họ của mình là Damon. Anh chàng này hỏi Maddox liệu mình có thể ở lại nhà anh vài ngày không. Vào buổi tối, Damon nhờ Maddox mang cho anh một ít trái cây ở dưới tầng hầm. Khi Maddox đến đó, Damon đã nhốt anh bên trong. Tầng hầm không có điện và không có ánh sáng. Maddox không có bất kỳ thiết bị gì để có thể trốn khỏi đó. Hai ngày sau, lúc 4 giờ sáng, anh nghe thấy tiếng người anh họ của mình lái xe đi.
Mãi cuối ngày hôm đó, anh mới thoát ra được nhờ một người đưa thư. Maddox phát hiện ra tất cả tiền của mình đã bị đánh cắp. Nhưng cảnh sát không tin anh. Tại sao vậy? Maddox nói anh ta không có bất kỳ thiết bị nào để xem giờ. Trong tầng hầm lại quá tối nên không thể nhìn thấy gì trên một cái đồng hồ bình thường. Vậy thì làm sao anh ta có thể biết chính xác thời gian người anh họ lái xe đi được? Ôi trời, trong một chuyến thám hiểm khảo cổ, William đã đi vào bên trong một hang động. Có 3 lối thoát, tuy nhiên chỉ có một lối là an toàn. Bản đồ của anh chỉ ra rằng phía sau lối đầu tiên có một cái ao nuốt chửng mọi thứ. Lối ra thứ hai dẫn đến những con khủng long nguy hiểm sẽ ăn tươi nuốt sống anh ta. Lối ra thứ ba dẫn đến một ngọn núi lửa đang phun trào. Lối nào an toàn đây? Lối thứ hai, bởi vì khủng long đã tuyệt chủng rất lâu rồi. Bạn đang chạy trốn một bầy thây ma và bắt gặp 3 cánh cửa. Phía sau cánh cửa đầu tiên là một ngọn lửa cháy dữ dội. Phía sau cánh cửa thứ hai có một hồ nước. Phía sau cánh cửa thứ ba có một con rắn độc. Bạn sẽ chọn cửa nào? Tôi khuyên bạn nên chọn cửa thứ hai và bơi đi. Chỉ là một cái hồ thôi mà, bạn có thể làm được. Khi đi du lịch trong một khu rừng rậm, Aiden đã bị một bộ tộc bắt giữ. Họ trói anh lại và nói rằng sẽ đẩy anh xuống một trong 3 cái hố do chính anh chọn. Cái hố đầu tiên chứa đầy thây ma. Trong hố thứ hai có một ngọn lửa cháy dữ dội. Hố thứ ba chứa đầy những cây nắp ấm khổng lồ. Aiden nên chọn hố nào đấy? Anh ấy nên chọn hố thứ ba. Cây nắp ấm chỉ ăn côn trùng thôi, chứ không hề nguy hiểm cho con người đâu. Aston trình báo rằng có kẻ đã đến trộm ở nhà mình. Thám tử Calhoun đến và yêu cầu Aston thuật lại chuyện đã xảy ra. Anh ấy kể rằng mình bước vào phòng ngủ thì thấy có người đang chuồn đi từ cửa sổ trong phòng. Chắc kẻ đó đã nghe thấy tiếng bước chân của anh. Sau đó anh kiểm tra bàn của mình và thấy bị mất tiền. Thám tử Calhoun hỏi Aston xem anh có chạm vào thứ gì khác không, và người đàn ông trả lời là không. Thám tử Calhoun kết thúc vụ án và từ chối tiếp tục. Bạn có đoán được tại sao không? Tên trộm sẽ không thể chuồn qua cửa sổ nếu không bước lên giường. Tuy nhiên, chiếc giường vẫn sạch sẽ phẳng phiu và Aston bảo là chưa chạm vào nó, nghĩa là chẳng có kẻ trộm nào hết. Wade Lee là một nhà khảo cổ học đang tìm kiếm kho báu của hải tặc. Cuối cùng, cô đã tìm thấy nó trong một hang động trên một hòn đảo hoang. Có 3 chiếc rương, trong đó một chiếc đựng vàng và đá quý. Tuy nhiên, nếu cô ấy chọn sai rương, những điều khủng khiếp sẽ xảy đến với cô. May là trên mỗi chiếc rương đều có một câu mô tả, nhưng chỉ một trong 3 câu đó là thật. 1. Kho báu ở trong rương này. 2. Kho báu không ở trong rương này. 3. Kho báu không ở trong rương 1. Rương nào có kho báu vậy? Hãy giải câu này từng bước nhé. Nếu câu đầu tiên là thật, thì kho báu phải nằm trong rương đầu tiên và hẳn các câu khác là sai. Trong trường hợp này, câu thứ hai cũng đúng. Vì vậy, dự đoán này sai rồi. Nếu câu thứ hai là thật, thì kho báu không nằm trong chiếc rương thứ nhất. Kho báu cũng không nằm trong chiếc rương thứ hai, như chính nó viết. Vậy thì nó phải ở trong rương thứ ba. Tuy nhiên, điều này làm cho câu thứ ba cũng đúng, mặc dù lẽ ra không được như vậy. Nếu câu thứ ba là sự thật, thì câu đầu tiên sẽ sai. Bạn có thể kết luận rằng không có kho báu trong chiếc rương thứ nhất. Vì câu thứ hai cũng sai, nên kho báu phải ở trong đó. Giờ đây, không còn sự mâu thuẫn nào nữa và kho báu nằm trong chiếc rương thứ hai. Có ai thấy sấn não không? Chỉ mình tôi à? Thôi được rồi. Skyla và Emilia là bạn qua thư của nhau. Skyla nói sinh nhật của cô ấy vào mùa đông, còn Emilia nói sinh nhật của cô ấy vào mùa hè. Tuy nhiên, vào tháng sau, cả hai đều sinh nhật vào cùng một ngày. Thế nhưng chẳng ai nói dối cả. Làm sao như vậy được?
họ sống ở hai bán cầu khác nhau. Lúc ở Mỹ đang là mùa đông, thì ở Úc lại đang là mùa hè và ngược lại. Bà Fizz đi làm về và phát hiện ra chiếc cốc yêu thích của mình đã bị vỡ. Bà hỏi các cô con gái xem ai đã làm điều đó. Kathy nói, không phải con. Serena nói, cũng không phải con đâu. Hannah nói, là Serena đấy ạ. Bà Fizz hiểu rõ các cô con gái của mình và hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có một trong ba cô gái nói sự thật. Bạn có đoán được ai đã làm vỡ chiếc cốc không? Nếu Kathy nói sự thật, thì trước hết, cô bé không phải là người làm vỡ cốc. Thứ hai, hai cô gái kia đang nói dối. Serena đang nói dối nên bạn có thể kết luận đó là cô ấy. Nhưng như vậy thì Hannah đúng, điều đó rất mâu thuẫn. Giả sử Hannah đúng, vậy chính Serena là người đã làm vỡ chiếc cốc và Serena đang nói dối. Nhưng rồi Kathy cũng nói thật khi bảo rằng không phải do mình. Vì vậy Serena đang nói sự thật. Cô ấy nói không phải do mình nên bạn có thể tin tưởng cô ấy. Kathy và Hannah đang nói dối. Vì Kathy nói không phải là cô ấy nên đó là cô ấy. Và Hannah nói do Serena, đó là nói dối. Nên Serena là cô gái trung thực, còn Kathy mới là người có tội. Hannah thì đã nói dối. Esme đi dạo trong rừng và lần này cô không bị lạc. Đây rồi, đường về nhà của cô ấy. Nhưng đường còn lại dẫn đến nhà của phù thủy. Sau một hồi suy nghĩ, Esme quyết định đến chào người bạn cũ và đến thăm phù thủy. Phù thủy nói rằng hôm nay không có câu đố nên Esme cứ thoải mái ra về. Nhưng Esme lại có câu đố cho phù thủy. Esme nói sẽ bắt con mèo nếu phù thủy đoán sai. Phù thủy thân mến, hãy tưởng tượng cô đang ở trong một phòng tối. Làm sao cô có thể thoát ra? Phù thủy không được tưởng tượng điều đó. Bật mí nè, phù thủy đoán đúng và giữ lại con mèo. Lần sau nha, Esme. Một cảnh sát đang đi tuần tra trong khu phố và chặn một người đàn ông lại. Viên cảnh sát hỏi xem người đàn ông đang làm gì. Ông ta bảo mình mới ra khỏi nhà để đi đến cửa hàng tạp hóa. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tin và bắt giữ người đàn ông. Tại sao vậy? Nhìn kìa, tuyết đang rơi và có những dấu chân còn mới trên tuyết từ cửa sổ dẫn ra ngoài. Chủ nhà thường sử dụng cửa trước để đi ra khỏi nhà, vì vậy đây hẳn là một tên trộm. Bryce là một ông già cáu kỉnh, không thích mấy tên thanh niên hay đi qua trước nhà mình. Vậy là một lần, ông quyết định trình báo để họ không bao giờ được phép đến gần ông nữa. Ông gọi cho các nhà chức trách và nói rằng ông đang uống trà ngoài hiên thì mấy thanh niên đó đã ném một quả bóng chày về phía mình. May sao quả bóng chày bay phía trên đầu ông. Tuy nhiên, thám tử không hề tin chuyện ông kể. Tại sao? Hãy nhìn hiên nhà đi, toàn bộ đều được làm bằng thủy tinh. Chỗ Bryce ngồi ở ngay cạnh cửa sổ. Nếu quả bóng chày bay ngay phía trên đầu như ông nói, thì hẳn nó đã làm vỡ kính. Thomas đang sưu tầm các mô hình động. Vài trong số chúng được ông nội của anh cho. Chúng siêu hiếm và bộ sưu tập hơn 500 mô hình của anh có giá khoảng 1 triệu đô la. Một hôm, anh về nhà sau chuyến du lịch thì phát hiện ra bộ sưu tập của mình đã bị đánh cắp. Thám tử Callum đã nhận vụ án này. Có 3 nghi phạm. Tất cả nghi phạm đều là hàng xóm của Thomas. Anh nói rằng bộ sưu tập các mô hình động đã bị đánh cắp và hỏi xem họ đã làm gì trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Sydney nói rằng cô ấy ở trong khu phố. Cô ấy làm việc nhưng không liên quan gì đến các mô hình kia. Matthew nói rằng bà ngoại đang ở cùng nên anh lúc nào cũng ở bên bà và anh không có chỗ cho 500 mô hình động trong nhà của mình. Gideon nói rằng anh ấy còn chẳng ở trong khu phố và cũng vừa mới quay về mà thôi. Ai là người đã lấy trộm bộ sưu tập? Đó là Matthew. Không ai đề cập đến số lượng mô hình có trong bộ sưu tập cả. Thế mà anh ta lại biết điều đó. Samantha, một phụ nữ giàu có, phát hiện ra rằng có người đã lấy trộm tiền trong ví của cô. Có 3 người trong nhà. Malcolm, nhân viên dọn dẹp. Grace, người làm vườn. Và Sebastian, một cậu bé dắt chó của cô ấy đi dạo. Cô đã báo cảnh sát.
Dù cảnh sát đã lấy dấu vân tay, nhưng chỉ tìm thấy dấu vân tay của chính Samatha. Tuy nhiên, họ vẫn có nghi phạm chính. Đó là ai? Nghi phạm chính là nhân viên dọn dẹp Macomb. Anh ấy đang đeo găng tay, vậy nên anh có thể làm điều đó mà không để lại bất kỳ dấu vân tay nào. Annabelle không muốn đến trường, vì vậy vào buổi sáng, em ấy đã xuống nhà và nói với mẹ rằng mình cảm thấy không được khỏe. Em ấy bảo tối qua em đã ăn một ít táo và quả táo đó chắc chắn đã bị tẩm độc nên khiến em khó chịu cả đêm. Tuy nhiên, cô Colin không tin vào điều đó và vẫn đưa Annabelle đến trường. Tại sao vậy? Trên táo chỉ có một miếng mới bị cắn và quả táo vẫn còn tươi. Nếu Annabelle cắn quả táo từ đêm qua thì nó đã chuyển màu nâu, nhưng nó vẫn bình thường, nghĩa là nó còn tươi. Ở trường, Sophia mở học tủ của mình và tìm thấy một phong bì. Bên trong có một tờ lịch và một tờ giấy nhắn xem liệu cô ấy có muốn đi dự dạ hội không. Tuy nhiên, thay vì tên, chỉ có vài con số 17, 2, 30, 25. Bạn có đoán được ai đã rủ Sophia đi dạ hội không? Tờ lịch chính là chìa khóa. Bạn chỉ cần tìm tất cả các số và xem chữ cái đầu của các tháng tương ứng là gì. Vậy là 17 được khoanh tròn vào tháng 8, nên đó là A. Số 2 là vào tháng 12, cho chúng ta D. Số 30 là vào tháng 4, vì vậy là A. Và cuối cùng số 25 là ngày 25 tháng 5, nên đó là M. Có vẻ như tên của anh chàng này là Adam. Mỗi tội ở trường của Sophia có tận 13 người tên Adam cơ. Elsie bước vào một cửa hàng phụ kiện sinh nhật để mua đồ. Cô ấy biết rằng 1 có giá 1 đô la, 17 có giá 2 đô la và 103 tương ứng với 3 đô la. Cô ấy cần 22. Bạn nghĩ cô ấy đang mua gì và nên trả bao nhiêu tiền? Có thể cô ấy đang mua nến sinh nhật để cắm lên bánh. Vì vậy, mỗi cây nến có giá 1 đô. Cô ấy cần 22, tức là 22 cây nến. Vì vậy, cô ấy sẽ phải trả 2 đô la. Một đêm nọ, một băng nhóm trộm cắp đã trộm thùng đồ điện tử trong một nhà kho. Khi đang chở đồ đến chiếc xe tải, thì bọn chúng nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Nhưng mặc dù đám trộm không thể tránh cảnh sát, bọn chúng vẫn không bị bắt. Tại sao vậy? Bọn chúng mang những chiếc thùng trở lại nhà kho, giả vờ như đang giao hàng vào đêm muộn là xong. Bạn cần lấy hai quả táo trong vườn và mang đến cho một người bạn, nhưng cô ấy sống ở bờ sông bên kia. Để đến được đó, bạn phải đi qua một cây cầu. Nó có thể chịu trọng lượng của bạn và của một quả táo. Nếu bạn bước lên cây cầu với hai quả táo, cầu sẽ sập xuống sông, nơi có rất nhiều cá răng đao. Bạn nên làm gì để có thể mang cả hai quả táo cho cô bạn khi chỉ đi được một chuyến? Bạn nên vừa băng qua cầu, vừa tung hướng hai quả táo. Khi nào thì 1893 và 2548 nhỏ hơn 498? Khi đó là những năm trước công nguyên. Susan làm việc trong một cửa hàng quần áo, chuyên bán những món đồ hiệu đắt tiền. Một ngày nọ, cô phát hiện ra ai đó đã lấy trộm một chiếc quần. Hãy nhìn những người đã ở trong tiệm lúc đó, cố gắng tìm xem đâu là kẻ trộm nhé. Đó là người bên phải. Nếu bạn nhìn kỹ chân của anh ta, bạn sẽ thấy chiếc quần bị trộm ló ra khỏi quần jean kia. Một nhà nghiên cứu điên rồ đã bắt Eric. Ông nói với anh, tôi sẽ để anh đi nếu anh nhảy xuống từ một cây thang cao 9 mét mà không bị thương. Eric suy nghĩ một lúc và đã làm được. Anh đã làm cách nào để không bị thương?
đã nhảy vèo xuống đất từ nấc thang dưới cùng. Thám tử Michael Brown mất tích khi đang điều tra một vụ án khó. Bạn của anh là thám tử William đã phát hiện ra một trong những đồng nghiệp của họ đứng sau vụ mất tích này. William đến thăm nhà Michael và người vợ đã đưa cho anh một tờ ghi chú. Michael bảo tôi đưa nó cho anh nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Trên tờ giấy có 4 chữ số 2867. William bắt đầu chất vấn các đồng nghiệp. Tôi đã đi thăm bố mẹ, Tess cho biết. Jack thì nói tôi đã không gặp Brown vài ngày rồi. Nora trả lời, tôi là một thực tập sinh, thám tử Brown đã giao cho tôi một nhiệm vụ và tôi đang bận làm việc đó. William suy nghĩ một lúc, nhìn lại mảnh giấy và biết ai là người có tội. Đó là Tess, 2867, tiếng Anh là 2867. Chữ cái đầu tiên của những từ này ghép lại là tên cô ta. Khi Ashley về nhà vào buổi tối, cô nhận thấy cửa phòng khách đã bị vỡ. Cô rất tức giận, chắc chồng cô lại tập mấy động tác đá bóng yêu thích của anh trong nhà rồi. Nhưng người chồng nói, anh ngồi trên sofa xem một trận đấu bóng đá. Đột nhiên, một quả bóng từ bên ngoài đập vào cửa sổ và làm vỡ kính. Và anh đã cho vợ xem quả bóng mà anh đang nói đến. Nhưng Ashley đến gần cửa sổ và ngay lập tức nhận ra chồng cô đang nói dối. Bằng cách nào vậy? Cô nhìn thấy tấm kính nằm dưới đất bên ngoài ngôi nhà. Nếu ai đó ở ngoài đá bóng và làm vỡ kính thì các mảnh vỡ phải ở trong phòng chứ. Ba con rùa đang đi dạo trong công viên. Một con nói, hai con rùa đang bò sau tôi. Con rùa thứ hai nói, một con rùa đang bò trước mặt tôi. Một con rùa ở phía sau tôi. Con rùa thứ ba nói, hai con rùa đang bò trước mặt tôi. Một con rùa ở phía sau tôi. Sao có thể thế được? Ba con rùa đang bò theo vòng tròn chứ sao nữa. Trong nhà Stephen có một nhà kho. Nó được khóa bằng ổ khóa đặc biệt, có thể đóng lại mà không cần chìa khóa. Nhưng để mở ra thì lại cần. Người duy nhất có chìa khóa là Stephen và không có chìa khóa dự phòng. Stephen khóa cửa cẩn thận vào mỗi buổi tối. Nhưng một ngày nọ, người ta tìm thấy một chiếc trâm vàng nằm giữa kho của anh. Nó đã bị đánh cắp khỏi viện bảo tàng một ngày trước đó. Cảnh sát nghi ngờ Stephen là kẻ trộm vì không có ai khác có chìa khóa, và anh lại sống một mình. Stephen biết chắc chắn mình vô tội, vậy thì làm thế nào mà cây trâm lại xuất hiện trong phòng được? Khi Stephen ở trong nhà kho, tên tội phạm đã thay ổ khóa. Stephen không cần chìa khóa để khóa cửa. Đó là lý do tại sao anh không nhận ra ổ khóa đã bị đổi. Sau đó, tên trộm đã mở ổ khóa bằng chìa khóa của hắn và để chiếc trâm trong phòng. Hãy nhìn hai thám tử đang đứng trên cùng một tấm gỗ. Ai thông minh hơn? Người bên trái, anh ấy có thể giữ thăng bằng bằng cách đứng ở giữa tấm gỗ. Còn vị thám tử kia rất dễ bị ngã. Một lần nọ, chủ phòng tập nhảy tìm thấy Dylan, một trong những người hướng dẫn, nằm sóng xoài dưới đất trong một căn phòng. Ai đó đã đánh vào đầu anh ấy. Cảnh sát đã thẩm vấn các nhân viên phòng tập cũng như khách khứa và tìm thấy ba nghi phạm. Chloe, một khách quen, cho biết cô đã không đến phòng tập vài ngày. Cô có ít ngày nghỉ và đã đi tắm nắng ở bãi biển. Ethan, người hướng dẫn, nói với cảnh sát rằng bạn anh đã gọi cho anh và nhờ giúp đỡ. Đó là lý do tại sao anh đã rời khỏi phòng tập trước khi Dylan đến làm. Layla, bạn gái của Dylan, nói với cảnh sát trước đó họ đã cãi nhau vào buổi sáng, nhưng sau đó cô không thấy Dylan. Cảnh sát biết ngay kẻ đứng sau vụ tấn công. Đó là Chloe. Cô ta nói đã ở bãi biển vài ngày, nhưng làn da của cô nàng rất nhợt nhạt. Một khách sạn kia có 4 tầng,
Tầng càng cao càng có nhiều người ở. Thang máy dừng ở tầng nào thường xuyên nhất? Tầng 1 đấy, dù ở tầng nào thì người ta cũng phải xuống đó mà. Vợ của một tỷ phú đã gọi cảnh sát lúc 8 giờ sáng chủ nhật. Cô nói rằng cô vừa tìm thấy chồng nằm bất tỉnh trong phòng làm việc của anh ấy. Một cây gậy bóng chày nằm cạnh anh trên sàn. Cảnh sát thẩm vấn tất cả những người sống trong ngôi nhà. Người vợ nói cô đã ra ngoài mua cho chồng một món quà nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Người lái xe cho biết anh đã đi vào buổi tối hôm trước. Anh về nhà bố mẹ vì họ cần giúp đỡ. Còn người đầu bếp nói anh đã chuẩn bị bữa sáng từ 6 giờ sáng và chưa rời khỏi bếp. Ai đang nói dối? Người vợ, các cửa hàng không mở cửa sớm như vậy vào sáng chủ nhật đâu. Bạn có 9 đồng xu, một trong số đó là giả và nó nhẹ hơn những đồng khác một chút. Bạn cũng có 2 cán cân và bạn được phép cân 2 lần. Làm cách nào bạn có thể tìm ra đâu là đồng xu giả đấy? Lần cân thứ nhất, 3 đồng xu và 3 đồng xu. Nếu một trong hai cán cân nhẹ hơn thì đồng xu giả ở bên đó. Nếu hai bên có cùng trọng lượng thì đồng xu giả là một trong 3 đồng xu còn lại. Lần cân thứ hai, lấy 2 đồng xu trong nhóm 3 đồng xu có khối lượng nhẹ nhất. Đồng xu nào nhẹ hơn thì nó là giả. Nếu khối lượng của chúng bằng nhau thì đồng xu giả là đồng thứ 3. Kevin tỉnh dậy trong bệnh viện. Anh chỉ nhớ tên mình, ngoài ra không nhớ gì khác. Một bác sĩ đã đến để kiểm tra. Ông nói có 3 cô gái đang đợi gặp Kevin. 3 cô gái đó bước vào. Thật kỳ lạ, tất cả bọn họ đều khẳng định mình là em gái của anh. Nhưng chỉ một trong số họ nói thật thôi. Đó là ai? Đó là cô gái ở giữa. Cô có một vết bớt trên tay giống vết bớt của Kevin kìa. Brenda đã hứa với người bạn Larry là sẽ viết bài cho buổi thuyết trình vào thứ sáu của họ. Nhưng cô có một điều kiện. Tớ sẽ giúp cậu nếu cậu tăng 86 lên 12 đơn vị mà không được thêm gì vào con số này. Larry đã làm được bằng cách nào? Anh ấy viết số 86 lên một tờ giấy, rồi lật ngược nó lại và có 98. Bạn đang ở nhà thì bạn bè bất ngờ ghé thăm. Trong tủ lạnh, bạn chỉ có một chai soda, một ít nước cam và một chai nước. Bạn sẽ mở cái gì đầu tiên? Dĩ nhiên là cửa tủ lạnh rồi. 5 con mèo cần 5 phút để bắt 5 con chuột. Một con mèo cần bao nhiêu thời gian để bắt một con chuột? Cũng là 5 phút chứ sao? Amanda đang đi qua một công viên vắng vẻ thì bị ai đó đánh vào đầu. Khi cô tỉnh lại, túi xách cùng điện thoại, tiền và tài liệu của cô đã không cánh mà bay. Không có ai ở gần đó ngoại trừ một bà lão. Amanda chạy nhanh đến chỗ bà ấy, giải thích sự việc và nhờ bà gọi cảnh sát. Bà lão nói Amanda đừng lo lắng và bắt đầu bấm 911 trên điện thoại. Sau khi trò chuyện một lúc, bà lão nói họ sẽ đến đây ngay lập tức. Ngay sau khi Amanda nghe thấy những lời đó, cô đã chạy đi rất nhanh. Tại sao vậy? Amanda thấy điện thoại của bà lão không có tín hiệu. Vậy thì làm thế nào bà có thể gọi cảnh sát được? Một lọ thủy tinh đặt trên bàn, sao cho một phần của nó lơ lửng giữa không trung. Nửa tiếng sau, cái lọ rơi xuống đất. Tại sao vậy? Có gì ở trong đó?
Bên trong lọ có một ít đá viên, nhưng trọng lượng của chúng được phân bố sao cho lọ cân bằng. Một khi đá tan ra và biến thành nước, lọ sẽ rơi xuống